Thánh nhân là những pháp sư hàng đầu là lực lượng duy trì thế giới. Họ có thể tham gia vào bộ phép thuật cơ quan quyền lực tối cao. Họ là lực lượng bảo vệ xã hội bởi những kẻ muốn phá hủy nó. Trong đó có dây quản lý pháp cụ triệu hồi kiếm. Ở diễn biến cuối phần một, Mas đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Mara Lubus, giúp cậu tiến gần hơn với vị trí của thánh nhân. Tuy nhiên khi cậu chiến đấu với Sawa, việc Mas không dùng được phép thuật đã lan khắp trường. Hôm sau Mas cứ nghĩ đã bịt miệng được tên học sinh kia nên sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nhưng không ngờ tên học sinh đầu búa tới trêu chọc việc Max không dùng được phép thuật. Max liền nói dối mình biết dùng và đang tập luyện bữa giờ. Nhưng nói vậy thì ai mà tin. fin liền kéo Max đi nơi khác nhưng tên học viên kia hắn cho rằng fin đã bao che cho Max nặng thì sẽ bị đuổi học. Tại sao phải bảo vệ cho một thằng có dòng máu không xài được phép thuật? Lúc này fin đã trở nên tức giận. Nhưng cậu không hiểu sao tên đó lại nằm bẹp dưới sàn thì Gia Lan đã tới. Lúc đầu búa đang tức giận thì bị bãi nước bọt bắn lên mặt đó chính là Lemon và Dot. Cô giới thiệu đó đã bị gãy 6 cái xương sườn hộp sọ bị đè gãy xương ở cả tứ chi. Người bình thường thì chất tàn phế luôn rồi. Cuối buổi học bọn họ đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng khi đánh bại nhà lang. Max cầm đồng xu tự tin nói chỉ cần đợi lúc chọn mình là thánh nhân nữa thôi. Phim bên kia hốt hoảng khi thấy Aben và Abyss cũng đang ở đây. Aben đột nhiên móc cái gì đó ra thì ra là mang bài tới để chơi xì lát làm hết cả hồn à. Abyss còn nói nếu ai đánh thắng Aben thì cậu sẽ chảm khiến. Phim vã cả mồ hôi. Abis hổ báo là vậy nhưng khi Lemon tới rót trà thì lại run cầm cập. Aben liền tới xin lỗi vì Abis chưa có tin kinh nghiệm tiếp xúc với gái nên hơi run. Lemon còn quan tâm đúc cho Grad ăn nhưng Max không nhận ra nên đã từ chối. Bất ngờ chiếc bánh su kem rơi xuống đất. Max liền sử dụng máy hút chạy bằng cơm hút chiếc bánh lên. Lúc này Finn mới nhớ nên hỏi Lan hôm đó sao cậu lại đột nhiên biến mất. Lan liền nói sau khi đánh nhau xong cậu đã bị một tên tự xưng là tử tù giữ lại. Nhưng đang đấm nhau thì tên đó đột nhiên lại lặn mất tâm lúc này mọi người đều đã cặp chơi với nhau chỉ còn phiên đứng nơi đó tối hôm đó abis cảm ơn max vì đã mời cậu tới chơi abis nhắc nhở max đã bị zero nhắm tới đó là một nhóm tội phạm khai tiến chúng tìm kiếm những người có sức mạnh cao ở học viện để làm việc cho bọn chúng aben đã có vạch thứ ba bằng công cụ nhân tạo của zero những kẻ có ba vạch thực sự còn đáng sợ hơn thế có vẻ zero đang tìm kiếm sự liên kết gì đó với cậu nên hãy cẩn thận tôi cũng cảm ơn vì cậu đã ngăn ab lại kịp lúc Mas cậu thật sự có thể tạo ra một thế giới mà tất cả mọi người đều có thể sống yên bình. Lúc này bên ngoài tên học sinh bị đánh lúc sáng đang nghe lén bọn họ nói chuyện. Hắn không thể tin AB Stop hai nhà lang lại nói chuyện với một kẻ thất bại như Max. Nhưng bất ngờ Aben xuất hiện phía sau khiến hắn hốt hoảng mà bỏ chạy. Một con cú xông vào nhà và đưa một bức thư cho Max. Đó chính là muốn Max tới bộ phép thuật để họ xét xử cậu. Thẩm phán cho rằng các vị thần đã tạo ra thế giới này và phép thuật cũng là được các vị thần ban cho nhưng mắt xuất hiện và đe dọa đến vẻ đẹp và sự hài hòa của phép thuật cậu là một phiên bản lỗi nên cần được giải quyết nhanh chóng mắt thì cho rằng chuyện đó bình thường mọi thứ đều có thể xảy ra lúc thẩm phán đang biện minh thì thánh nhân rio quản lý ánh sáng đã ngắt lời rio cho rằng điều cuối cùng vẫn là sự thành công mắt cần phải tự tin vào bản thân để trở thành một người đàn ông thực thụ chúng ta sống theo luật lệ tồn tại theo số đông nếu cậu kéo số đông về phía mình thì mọi chuyện sẽ được giải quyết rio biến ra một cây nến và bảo mắt hãy thắp sáng mà không chạm vào để chứng minh cậu chính là một người đàn ông thực thụ, Mas bình tĩnh từ từ đi tới cầm theo cây đũa của mình. Lúc thẩm phán cho rằng điều đó là không thể thì bất ngờ, Mas đã dùng đũa của mình cọ sát xuống mặt sàn. Độ ma sát cực cao đã làm ngọn lửa bùng cháy và cây nến đã được thắp sáng. Mas giờ nắm đấm của mình lên tôi nhất định sẽ kéo số đông về phía mình. Ai like cậu chính là một nisui. Bên ngoài các thánh nhân cũng đã bắt đầu cùng nhau đi đến. Bên trong Mas nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi muốn xin về nhà. Bất ngờ chân cậu bị cắt giữ lấy và tấn công một cách bất ngờ đó chính là các thánh nhân bọn họ đều cảm thấy thật phiền phức khi bị gọi tới đây lần lượt đó là thánh nhân renatus quản lý nghĩa trang phép thuật bát tử surara quản lý nghiên cứu phép thuật băng kando quản lý phép thuật hỏa agito quản lý sinh vật phép thuật rồng Sofina quản lý cấm thư phép thuật tri thức cuối cùng là người đã tấn công Master, tên là otter quản lý sức mạnh phép thuật sa mạc hắn ta cho rằng bọn hắn đứng trên vạn người khó lòng chấp nhận một người như mas nên mas phải bị phán quyết bằng cái chết bất ngờ bless phản đối vì ông ta đang bị zero khống chế ông ta nói Max phải thuộc về zero của bọn chúng innocent zero đã cấy một ký sinh trên người ông ta đó là một sinh vật phép thuật nguy hiểm được nuôi dưỡng bởi mana sử dụng con người là nơi sinh trưởng cho ấu trùng chúng sẽ biến những kẻ định tách chúng khỏi vật chủ thành vật chủ mới rio cho rằng đó chính là một lời tuyên chiến cậu ta biến xuống bên dưới và muốn tách ký sinh trùng này ra nere liền đi tôi khuyên ngăn nhưng rio cho rằng mình chính là người mạnh nhất và nóng bỏng nhất ở thế giới phép thuật nhưng bất ngờ Max đã ra tay trước con ký sinh bắt đầu chui vào miệng của Mas. Lúc mọi người đang lo lắng thì Max đã ói nó ra. Max nói mình đã buộc nó lại bằng lưỡi nhưng Nere thì tim méo nào được. Max đã đỡ. Ông già bị ký sinh xuống mong ông hãy yên nghỉ. Cậu cũng không thể ngờ đây chính là ngài thẩm phán Bless. Lúc Max định rời đi thì Otter liền cản cậu lại. Hắn ta vẫn muốn cậu phải đi theo hắn để nhận án tử. Nghe xong Max liền không đồng ý cậu dẫm chân xuống sàn tôi sẽ không đi đâu cả. Otter liền biến mất và chĩa cây đũa vào cổ cậu ở phía sau. Bất ngờ Rio liền xuất hiện ngăn Otter lại bởi vì đây là ý kiến riêng của Otter chứ không phải của mọi người. Otter cho rằng không cần phải nghe ý kiến của Rio cứ theo luật mà làm. Lúc này bất ngờ có một thanh kiếm ghim xuống đó là thầy hiệu trưởng và dây đã tới. Otter liền trách móc tại sao thầy hiệu trưởng lại che giấu cho một thằng vô dụng. Thầy hiệu trưởng nói các thánh nhân hãy hoãn thi hành án lại. Đây là lần đầu tiên Innocent Zero gửi thông điệp đến. Có khả năng Max sẽ cho chúng ta cơ hội dẫn trước hắn. Max thấy thầy hiệu trưởng có vẻ căng Rio liền nói lúc trước thầy ấy cũng từng là thánh nhân một huyền thoại đã đấu một một với innocent zero thời còn trai trẻ nên thầy ấy là người duy nhất tôi nể phục nhất ở đây nhưng lúc này otter lại phản đối hắn ta muốn tiếp tục duy trì luật lệ của thế giới thầy hiệu trưởng liền bỏ mũ cúi đầu xin mọi người hãy tha cho mắt tuy em ấy hơi có chút thô lỗ và ngốc nghếch nhưng em ấy có một khả năng làm lay chuyển trái tim người khác tôi tin em ấy sẽ thay đổi cách nhìn về thế giới chúng ta từ trước tới nay những người như mắt đều bị đối xử tệ bạc chúng ta cần phải thay đổi cần phải có sự can đảm thừa nhận sự bất công này lúc này tên Otter thì vẫn giữ nguyên suy nghĩ của hắn. Bất ngờ dây cũng quỳ xuống cầu xin cho Max. Hãy cho cậu ta chứng minh và nhận được sự tin tưởng của chúng ta. Những thánh nhân khác bên của Otter thì vẫn không đồng ý. Hắn ta cho rằng thầy hiệu trưởng đã già đang bị cảm xúc lấn áp lý trí. Lúc này bất ngờ, Bless lên tiếng tôi cũng giống suy nghĩ như mọi người. Những người không có phép thuật vô dụng đều bị đào thải. Nhưng một người như cậu ta vừa mới cứu mạng tôi. Đây là vụ tôi giải quyết nên tôi xin hoảng lại bản án. Các ngài có thể trùng phạt tôi nếu muốn nhưng tôi sẽ không thay đổi phán quyết của mình. Đứng trước nhiều người đã muốn chạy án cho Max, Otter hắn không còn cách nào khác đưa ra điều kiện. Max chỉ được hành động dưới sự giám sát của bọn họ như một con rối. Chứng minh Max đủ khả năng đấu với Innocent Zero hay không? Điều đó sẽ được chứng minh khi Max được chọn là thánh nhân. Nhưng nếu cậu ta không được chọn là thánh nhân thì sẽ phải chết ngay lập tức. Nghe xong Max giơ tay lên đấm xuống sàn để thể hiện sức mạnh của mình. Cậu tuyên bố sẽ đấm vỡ mồm tên Innocent Zero ở một nơi xa mặt đất dung chuyển. Innocent Zero đã cảm nhận được lời thách đấu của Max dành cho hắn. Sau khi Max kể mọi chuyện với ba người bạn về việc mình không xài được phép thuật, ba người họ thì vẫn tỏ ra rất bình thường còn. Dù Max đi chơi quẩy phố, lát sau Finn đã đứng bên dưới để chờ bọn họ. Đó xuất hiện với một bộ giáp phun ngầu. Sau đó là Max ngố lăng tới với cục tạ tập bụng. Sau đó là sự xuất hiện, phun ngầu nhưng bên trong thì siêu cute của Lan. Finn cũng cạn lời với ba ông thần này luôn rồi. Dot liền chỉ bọn họ tới chỗ một trò chơi phóng phi tiêu bọn họ phải chọt lét mũi gấu qua la để nó hắt xì vào tấm bảng. Mas cho rằng quá, dễ liền đi tới trước để thử. Dot mới chê Mas hơi bị non thì liền bị mũi phi tiêu cấm vào đầu. Dot không hề tức giận mà đi tới để thể hiện. Kết quả lại cấm trúng đầu của Mas làm cậu phát điên lên. Trên đường đi Lan đề nghị bọn họ phải chuẩn bị cho cuộc thi thánh nhân sắp tới, nên hãy đi chọn những chiếc đũa mới để nâng cao lực chiến của mình. Bọn họ đi tới một cửa hàng. Khi bước vào trong ở đây có rất nhiều chiếc đũa treo trên tường. Chủ quán liền nhận ra bọn họ là học viên học viện tới đây. Finn bước tới vòng tròn giữa tay ra thì bất ngờ một chiếc đũa đã bay tới và chọn cậu. Những chiếc đũa này giúp mở rộng khả năng của người sở hữu và sẽ tự động chọn chủ nhân phù hợp giúp họ cải thiện sức mạnh. Lan cũng bắt đầu tiến tới và cũng có một cây đũa bay tới, chọn cậu. Chủ quán liền ra lời khen vì chiếc đũa này chỉ dành cho những người có hai vạch. Ông ta liền hỏi Max có muốn thử không? Lúc mọi người sợ Max bị lộ thì bất ngờ cậu cũng đã bước lên. Max đột nhiên rất ấn tượng với chiếc đũa đang nằm dưới sàn. Chủ quán nói cây đũa này nằm ở đó lâu lắm rồi vì quá nặng nên không thể nhắc lên nỗi. Truyền thuyết nói rằng nước tiên phun lên từ bên dưới nó có thể tạo ra những chiếc đũa cực mạnh, không có cơ bắp hay phép thuật nào có thể nhắc nó lên. Lúc này Max từ từ tiến tới nhẹ nhàng nhất nó lên khiến ông già này hết cả hồn. Ok, cảm ơn cậu tôi không có lấy tiền. Khi họ ra ngoài Lemon và đội trưởng Tom cũng đã đến. Thế là bọn họ bắt đầu đi ăn uống mua sắm chụp hình các kiểu đa điều. Max lần đầu tiên được đi quẩy thì rất là thích thú. Cậu hẹn mọi người bữa nào sẽ đi quẩy tiếp. Khi về nhà Max lấy những đồng vàng ra, cậu quyết định về nhà thăm bố trước khi cuộc thi thánh nhân bắt đầu. Bên kia Otter vì không muốn Max có cơ hội trong cuộc tuyển chọn thánh nhân, nên hắn đã nhờ Macaron đứng đầu nhà Orca giải quyết Max trong cuộc thi. Macaron nói hắn sẽ không nghe theo bất kỳ ai hắn chỉ quan tâm tới sự kích thích. Otter liền nói Max đánh bại Aben kẻ đứng đầu nhà lang. Macaron cho rằng Aben cũng không tệ nhưng còn yếu hơn mình. Nhưng sau khi nghe Max đã đánh bại Aben mà không dùng ma thuật thì Macaron đã trở nên phân khích hắn ta liền tới đàn một bản nhạc tự sáng tác để nói lên sự phấn khích của mình. Mùa xuân đã về rồi, bên kia Max đã về nhà thăm bố còn dẫn theo những người bạn của mình. Người bố quá là xúc động khóc hết nước mắt. Cuối cùng sau những ngày trên núi con cũng đã có bạn bè. Lemon nhân cơ hội liền chào bố con là vợ tương lai của Max. Nhưng bọn con vẫn chưa nắm tay nên bác cứ yên tâm. Dot liền đi lên biếu cho bố Max ít trà thảo mộc không đường. Còn Lan thì tặng hình em gái mình cho ông khiến ông không hiểu nỗi. Thế là bọn họ bắt đầu chơi đùa vui vẻ với nhau. Trước hình ảnh này, bố mắt rất vui vì ông không thể tin cậu có thể được bạn bè vây quanh. Gần đó Makara đang dẫn đàn em đi tới nhà Max để hỏi thăm sức khỏe cậu. Bất ngờ những thanh kiếm rơi xuống như mưa đó, chính là dây. Từ khi nào mà ngài lại làm hộ vệ thế? Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây vì nghe có tiếng cười khá giòn. Bên trong Max và mọi người vẫn chơi đùa vui vẻ không hề biết chuyện bên ngoài. Trở về vài năm trước một giải đấu được tổ chức với mục đích tìm ra những pháp sư trẻ từ 13 đến 15 tuổi. Trong giải đấu đó một thí sinh đã quét sạch toàn bộ đối thủ của mình trong một đòn. Người đó chính là Macaron kẻ đứng đầu nhà Ot. Trở về hiện thực Macaron đang phấn khích vì không những đấu với Max mà còn có cả thánh nhân. Macaron hóa ra một chiếc đàn piano đánh, một bài để nói lên sự hưng phấn của mình. Hắn thì phấn khích mà dây thì buồn chả muốn nói đánh nhanh đi bố còn về. Macaron nói không phải pháp sư nào mạnh cũng thành thánh nhân. Nó cũng chỉ là một cái danh với một kẻ tìm kiếm sức mạnh như ngươi. Cả hai đã bắt đầu cuộc chiến những thanh kiếm đối đầu với những nốt nhạc tạo ra một vụ nổ. Bên kia Max và mọi người đang chơi trò chơi, đót quay trúng số 67 bị lừa mất 5 triệu lon bởi sự mưu mô của người đẹp. Lemon quay trúng số 25 bị giam vào tù vì khống chế tình yêu như một kẻ theo dõi. Phải, đợi 320 lượt nữa mới được chơi tiếp. Tới Lan thì cậu cho rằng đây chỉ là game thôi có dự đoán được trước đâu. Nhưng cậu bất ngờ quay vào ô em gái rất bạn, trai về nhà nên phải quay về vạch xuất phát. Phiên thì quay vào ô trả lại đồ thất lạc cho người mất nên được tặng 100 lon. Tới lượt Max thì cậu quay trúng số 98. Bác hiện bản thân không dùng được ma thuật nên kết thúc game. Lúc này Dot cười to bởi vì chưa gì mà đã over game luôn. Không hiểu thế méo nào mà game lại vô lý đến vậy. Phi ngồi nghĩ về câu, nói của cha Max không ngờ Max lại được bạn bè bao quanh, mong rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi. Phi nhìn và quyết tâm sẽ giữ điều đó lại mãi mãi. Bên kia dây và Macaron vẫn đang trao đổi chiêu thức. Macaron đã tạo ra vô số những nốt nhạc khống chế dây. Nếu dây dùng phép thuật thì nó sẽ phát nổ. Macaron hỏi anh có biết động lực của Mỹ là gì không? Nghệ thuật tình yêu thể thao nhậu nhẹt hút chít cờ bạc. Tôi không cần mấy thứ đó, không chơi ngươi nói làm gì macaron nói bởi vì buồn chán cũng giống như sự chết chóc chúng ta sống cần có động lực vậy mà ngươi lại chĩa mũi vào chuyện của người khác hoàn ngoãn thì cút sang một bên ta phải đi gặp mas dây nói thẳng nhóc mas đó rất ngang ngược nói với ta mình sẽ trở thành thánh nhân ngay cả khi không có phép thuật điều đó làm ta thay đổi góc nhìn về thế giới này bất ngờ dây bùng phát sức mạnh bên kia neray nói với thầy hiệu trưởng nếu dây đối đầu với macaron thì cậu ta cũng sẽ khó mà bình an vô sự thầy hiệu trưởng cười và nói dây bên ngoài lạnh lùng nhưng luôn quan tâm đến người khác. cậu có biết gì về những vạch này không? Nere nói số vạch càng nhiều thì sức mạnh càng lớn. đúng vậy học viện chúng ta tất nhiên là có rất nhiều học viên hai vạch nhưng lại cực kỳ ít người có vạch thứ ba. người có vạch thứ ba chắc chắn là đã được thần lựa chọn. mà người trẻ nhất có được ba vạch đó không ai khác đó chính là dây. bên kia Mas liên tục bị tử hình trong game vì không có phép thuật nên cậu đã chọn dừng cuộc chơi và ra ngoài hít thở không khí. Dot cho rằng nhìn bên ngoài vậy thôi chứ bên trong Mas đang buồn dữ lắm. Mắt bên ngoài cố chạy thật nhanh tưởng là có chuyện gì. Ai ngờ muốn ăn bánh su kem mà muốn mọi người không thấy. Nhưng rồi cậu quay sang thì thấy cuộc chiến của hai người kia. Macaron sau khi thấy ba vạch của dây thì hắn không sợ hãi mà phấn khích hơn. Hắn ta cho rằng những nốt nhạc sẽ nổ khi dây nhiệm phép. Lúc này dây đột nhiên hỏi Otter đã khiến ngươi làm việc này đúng không? Macaron liền giả bộ nói mình không hiểu gì cả. Ngươi nhắm vào mắt một người không có phép thuật. Ở xã hội này không có phép thuật đồng nghĩa với không có quyền con người bình thường họ thì sẽ ganh tị với những người có phép thuật và cam ghét xã hội này nhưng mas thì lại khác cậu ta dám chống lại số phận của mình một con chuột hẻ nhát như người thì làm sao hiểu được macaron tức giận bắt đầu bắn bắn ra những bản nhạc tấn công dây bên kia neray hỏi điểm khác biệt giữa ba vạch và hai vạch là gì thầy hiệu trưởng nói ba vạch là biểu hiện cho những người được thần lựa chọn họ có thể điều khiển nhiều sức mạnh hơn so với hai vạch nhưng họ phải đánh thức hình dạng thực sự của đũa phép ở bên kia bất ngờ dây dùng cây đũa của mình tạo ra một vòng tròn đánh bay nốt nhạc của macaron bây giờ sức mạnh này dây có thể kêu gọi sức mạnh các vị thần bên trong chiếc đũa chiếc đũa của dây đã bắt đầu biến đổi chiếc đũa khổng lồ bổ xuống đã thổi bay mọi thứ trước mặt kết quả tạo ra một rãnh sâu và vạch thứ ba của dây đã biến mất bất ngờ mắt từ phía sau đi tới em cảm ơn anh nhé nhưng dây chỉ nói mình đang chơi đùa với thỏ trong rừng thôi mắt nghĩ ông anh này cũng mê thỏ dữ quá dây nói cuộc thi sắp diễn ra tôi rất tệ trong việc động viên người khác nhưng cậu đang dấn thân vào một thử thách mà thế giới này chưa từng có không có điều gì tốt đẹp xảy ra nếu cậu thất bại hãy sống và tạo ra ý nghĩa cho thử thách của cậu. Bên kia trong rừng Macaron đang vác thân thể của hai tên đàn em, nhưng còn hắn thì lại bình yên vô sự. Hắn, ta cho rằng đũa phép khổng lồ của dây tăng sức mạnh đầu ra. Những phép cơ bản cũng có sức mạnh như ma thuật cấp 2. Lúc trước hắn đã thử qua nên bây giờ ưu tiên cho hai đứa đệ mình thử. Miếng ngon hắn sẽ dành để thưởng thức sau cùng. Bên trong học viện trước ngày thi đấu phim cầm su vàng lên và nhớ lại. Lúc trước Max đã chia cho bọn họ để cùng đi thi tuyển. Bên kia Lan thì xem hình em gái và hứa sẽ về nhà sớm còn đó thì lòng bồn chồn cao hứng quá nên không thể ngủ được. Tối hôm đó cha Max đã tâm sự với cậu. Tuy mọi người đã biết con không dùng được phép thuật, nhưng con sẽ bị xử tử nếu không thực hiện được yêu cầu. Bố xin lỗi đây là trách nhiệm của bố. Mong rằng ta sẽ cho con một cuộc sống bình thường nếu như ta có thể giấu chuyện này đến khi chết. Nhưng Max cho rằng cậu rất vui vì luôn có bố dõi theo, cậu đã được đi học và có những bạn bè. Trên hết là cậu còn phải ăn nhiều bánh su kem hơn nữa. Sáng hôm sau Max đã tạm biệt, bố trở về trường. Cuộc thi lựa chọn thánh nhân đã bắt đầu đầu tiên là phải có đủ số xu quy định tiếp theo là kỳ thi tuyển chọn cuối cùng là bài thi lựa chọn thánh nhân một người phải có ít nhất 5 đồng xu mới có thể bước tiếp vào vòng 2. tuy nhiên vì sự can thiệp của innocent zero bài kiểm tra đã được đẩy nhanh tiến độ chỉ cần ba xu vàng là đạt tiêu chuẩn findotlan đều đã tới để tham gia thầy hiệu trưởng cho rằng sự xuất hiện của macaron sẽ làm con đường của max trở nên khó khăn hơn max lúc này từ từ bước vào thì otter đứng trước mặt cậu hắn cho rằng sự hiện diện của max làm gián đoạn hệ thống của con người sự hiện diện của cậu sẽ không được biết đến ở thế giới này. Max bắt đầu vận dụng sức mạnh cơ bắp và cảm ơn chúng đã động viên cậu. Otter nghe Max nói một mình thì không hiểu thằng này đang nói cái gì. Max bước tới nói tôi sẽ hạ tất cả bằng những gì tôi có. Cậu hiên ngang bước ra đấu trường dưới sự mỉa mai của những người khác. Bọn họ nói cậu hãy cút về nhà đi. Finn rất lo lắng sợ áp lực lớn này sẽ làm Max mất lòng tin mà ai ngờ Max đòi về nhà thật. Có tất cả 12 thí sinh đến từ các ba nhà. Trận đấu này có tên là loại trực tiếp họ phải chiến đấu và sống sót họ phải tìm ra chiếc chìa khóa giấu trên sân đấu và thoát khỏi đó. Chìa khóa nằm trong một bong bóng của con cá lồng đèn. Mọi người phải dùng phép để làm nổ quả bóng, còn phải chạy trốn khỏi ba gã đồ tể đang truy sát. Nếu không vượt qua vòng loại bãi săn xác sống này thì sẽ bị loại. Những tấm gương Rafflesian sẽ truyền tải hình ảnh trực tiếp từ trận đấu. Hành vi gian lận sẽ không được chấp nhận. Trận đấu đã bắt đầu bọn họ được truyền tải tới một nơi bất kỳ trên bản đồ. Mới vào bên trong tên Leblanc rất rộ lúc trước trêu chọc mắt đã gặp xác sống. Xác sống miễn nhiễm với phép thuật, ngay khi hắn bị đập chúng đã bị loại và đưa về sân đấu. Dot nghe xong thì nghĩ né tránh bọn chúng cho an toàn, còn Lan bên kia vừa phải chơi trốn tìm vừa phải né tránh thì hơi căng. Bên kia tên Macaron thì vẫn ung dung đi dạo bên ngoài. MC gợi ý những xác sống được tạo ra từ phép thuật nhưng không bị phép thuật tác động. Khi đối mặt với một đối thủ quá mạnh chạy trước tính sau cũng là một thượng sách. Họ muốn trong tình huống không thể tránh khỏi học viên sẽ đưa ra quyết định gì. Dot bên trong cho rằng nói thì đơn giản nơi này trước giờ đã nổi tiếng là một nơi khắc nghiệt. MC còn châm chọc vừa mới bắt đầu mà đã có người bị loại, có vẻ chất lượng thí sinh năm nay hơi yếu. Do năm ngoái có dây nên không thể nào so bì được. Mọi người cứ thoải mái chạy trốn đi nhé. Nhưng vừa dứt lời bên trong mắt đã tung nấm đấm vào xác sống khiến nó phun máu. Mọi người bên ngoài không thể tin chỉ với một đấm mà con xác sống đã ôm bụng xin thua. Khứa bị loại lúc trước khi nhìn thấy thì há hốc mồm vãi cả trường. Bên trong xác sống sau khi bị đấm vì không có linh tính nên nó đã hồi phục lại rất nhanh. Lần này Max quyết định đánh bài trùng không nhai nữa. Bất ngờ cơ thể Max bị thu nhỏ lại cậu cứ tưởng nay mình đã xài được phép. Nhưng không ngờ đó chính là Maclen đã giúp cậu. Maclen giới thiệu phép thuật của mình có thể thay đổi kích thước tự do. Max liền cảm ơn cậu ta đã giúp đỡ. Maclen liền nói chúng ta cùng nhau hợp tác vượt qua kỳ thi cũng là một cách tốt. Đúng là biết chọn người hợp tác ghê. Maclen nghĩ chìa khóa sẽ nằm trong phạm vi di chuyển của những xác sống. Dù gì kỳ thi là kiểm tra khả năng phản ứng, nhưng cậu ta nghĩ nội dung của kỳ thi sẽ có một câu trong lý thuyết. Max bên kia nghe xong thì não chưa kịp tiếp thu nên bị đứng hình. Mixland thấy vậy liền nói tóm lại chúng ta sẽ đi theo xác sống để tìm chìa khóa. Bên kia Finn thì đang trốn còn Dot thì bị nó dí chạy vòng vòng. Lúc Max và Mixland đang theo sau xác sống thì Max vô tình bị vấp cục đá, nhưng cậu đã dừng lại kịp thời còn tạo ra siêu phẩm của Michael Jackson. Khi xác sống đi Max liền chỉ tay tới thì ra đó chính là quả bóng. Họ bàn sẽ làm nổ nó bằng cách đưa không khí vào bên trong. Max liền đi tới thổi nhưng mới chạm vào nó bất ngờ kêu lên kết quả bị xác sống bí chạy té khói chạy hết nửa ngày mắc không biết hợp tác với max là đúng hay sai nữa nếu họ đưa không khí trực tiếp vào cái bóng thì nó sẽ phát ra âm thanh nhưng với phép thuật thì cậu ta có thể làm cho nó nhỏ lại nhưng không biết làm sao để đưa không khí vào bên trong max nói đơn giản chỉ cần đâm cho nó nổ thôi thế là max vừa mới nhảy lên thì nó lại kêu lên kết quả chắc không nói cũng biết rút kinh nghiệm lần này họ bàn một kế hoạch khác mắc đề nghị sẽ phá hủy cái bình hơi thì chìa khóa sẽ rơi xuống nhưng kết quả phá xong thì quả bóng vẫn nằm trên đó Musk đột nhiên nhìn chiếc ống bể và nghĩ ra một ý tưởng. Ban đầu Mark Len sẽ làm cho quả bóng to lên. Những người bên ngoài thì không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Họ còn cho rằng hai người là não cá vàng, mặc cho mọi người đang hoài nghi. Musk bên trong đã nhảy hip hop dùng một tư thế xoay vòng nghệ cả củ. Cậu tạo ra một cơn lốc xoáy bên dưới và trực tiếp thổi vào quả bóng bóng. Đầu Musk quay với vận tốc siêu nhanh làm cho quả bóng phát nổ. Cuối cùng họ cũng đã đạt được chiếc chìa khóa. Ở một nơi khác la nhẹ nhàng làm quả bóng rơi nhanh xuống. Không khí được hút vào bên trong làm cho quả bóng phát nổ bên kia Dot và những người khác cũng đã có được chiếc chìa khóa, còn Finn lúc này thì đang ngồi sợ hãi trốn sau bức tường. Bất ngờ Dot lên tiếng cậu có chìa khóa chưa để tôi giúp cho, Finn thấy đầu Dot đang chảy máu nên hết cả hồn. Bên kia Max bất ngờ đưa chiếc chìa khóa của mình cho Mark Lane khiến cậu rất bất ngờ, nhưng Mark Lane đã từ chối còn chỉ đường cho Max đi ra sớm sẽ có lợi cho vòng tiếp theo. Mark Lane cũng nói đã nghe rất nhiều chuyện về Max từ dây, nhưng cậu không nghĩ rằng Max lại tốt bụng như thế. Nên cậu ta muốn làm gì đó đây cũng là một kiểu làm ngầu của một đàn anh nhớ làm cho tôi nở mày nở mặt một xíu nhé. Mas liền cảm ơn Mark Len rồi chạy đi, nhưng bất ngờ sau khi Max đi thì cậu ta đã bị tấn công. Hắn ta chính là Royal nhà Orca, bên trong đấu trường những người đã có chìa khóa đã tập hợp ở đây. Max cũng đã từ từ bước ra sau, Dot liền nói với Max cặp đôi xử lý bóng cũng ok phết nhỉ. Vì giang kiếm chiếc chìa khóa cho báo đời báo đốm phim nên Dot đã kiệt sức vì mất máu. Lan hỏi Max làm sao cậu có chiếc chìa khóa hay dị? Max liền nói có người đã giúp tôi còn nhường tôi chiếc chìa khóa lúc này MC thông báo có tất cả 9 người chơi vào vòng tiếp theo. Người cuối cùng là chính là Mark Len, cậu ta vừa bước ra thì đã ngất xỉu. Thì ra người thứ 9 chính là Royan. Mọi người ở đây cảm thấy Royan ra tay hơi quá đáng. Cậu ta bước tới và dẫm lên đầu Mark Lane và xem là rác rưởi. Max liền đi tới và nói không dừng lại thì tôi sẽ đấm vỡ mồm anh. Royan liền nói ta muốn làm gì thì đó là quyền của ta. Hắn ta đi tới cầm lấy một ly nước đi tới định đổ lên đầu Max. Nhưng bất ngờ Max dùng nước đó nhân tiện pha luôn thuốc tăng cơ tự chế để uống. Mas giới thiệu thành phần của thuốc tăng cơ này rất giàu protein được làm từ bột say mắt liên tục giải thích việc hấp thụ protein là rất quan trọng. Với lại dù là rác rưởi tôi chưa thấy kẻ nào mạnh hơn tôi ở đâu cả. Nói thì nói nhưng tôi cũng không biết mạnh là như thế nào vãi cả trường. Ryan liền tức giận đi tới nhưng MC đã nhắc nhở họ dừng lại vì đã tới bài thi tiếp theo. Ba viên ngọc trên bầu trời đã biến bọn họ thành ba nhóm với ba màu khác nhau. Lúc này Lan đã trung đội với Macaron và tên béo. Đội đỏ gồm Capacio Mo và Aureo đội xanh là Masfin và Dot, mỗi người sẽ nhận tinh thể của mình và phải phá hủy tinh thể của đội khác. Nhóm nào còn lại cuối cùng sẽ thắng. Mas bất ngờ bị rối loạn ngất xỉu vì MC đã nói quá rắc rối. Thế là MC nói gọn lại là phải đi phá hủy tinh thể của các nhóm khác. Fin cũng rất lo bởi vì Lan đã vào đội khác, bọn họ bắt đầu được nhận các tinh thể. MC nhắc nhở tinh thể này rất dễ vỡ nên phải cẩn thận. Vừa dứt lời thì khứa Mas đã tột tay làm vỡ. Fin cố trấn an không sao vì bọn họ vẫn còn hai cái, nhưng không hiểu méo nào khứa Dot lại làm bể thêm một cái nữa. Thế là bọn họ chỉ còn một cái duy nhất. Thế là Max và Dot hứa cùng nhau bảo vệ tinh thể còn lại của Finn. Lúc này cuộc thi đã bắt đầu bọn họ được chuyển tới những nơi ngẫu nhiên. Điều này làm Finn phát khóc vì phải đi một mình một lần nữa. Được biết từ thời cổ trí kim đã tồn tại 13 chiếc đũa huyền thoại giải rác trên thế giới. Chỉ có những người tài năng bẩm sinh mới có thể được nó chọn. Những cây đũa sẽ ban phước lành cho pháp sư sở hữu. Những cây đũa đó được gọi là đũa thánh. Bên kia sau khi bị đưa đến nơi khác, Max và Dot liền muốn đi tìm fin thật nhanh nếu không phe này thua là chắc. Lan thì lo lắng chắc lúc này đội của Mas chắc đang loạn lắm. Phiên thì đang đi trên đường phe này chắc toang thật rồi ông giáo. Chỉ còn một cái mình phải bảo vệ nó bằng cả cái mạng này. Bất ngờ cậu phát hiện tên mập đang van xin Capacio tha mạng. Bất ngờ cậu thấy một con dao đã đâm vào vai của Capacio. Nhưng Capacio lại bình tĩnh không đau đớn xoáy con dao làm tên mập kia bị hẹo. Capacio nói hãy an phận vì cuộc đời ngươi đã được quyết định là một lũ yếu đuối. Giảng đạo lý xong thì hắn dẫm nát viên pha lê của đối thủ phiên bên kia thấy thì sợ vãi cả mồ hôi nếu bị phát hiện thì coi như tiêu. Nếu mà chạy tạo ra tiếng động thì hắn sẽ phát hiện ngay. Không còn cách nào khác phim cố dùng bí thuật biến mình như thứ vô chi vô giác thành bức tường. Nhưng điều đó là cậu đang tưởng tượng bởi vì Capacio đã đứng ở phía sau. What you doing xin lỗi tôi là bức tường mà anh nói với bức tường là tự kỷ đó. Capacio nghe vậy liền khen phim rất có khiếu hài hước. Trước điều này phim liền xin liếm giày hoặc mút ngón chân để được tha mạng. Capacio liền nhận ra phim là tên học viên có thành tích đứng chót bảng của trường ta không thể hiểu thế méo nào ngươi lại vào được trường này. Còn lại tham gia kỳ thi thánh nhân nữa chắc là nhờ vào quan hệ của anh trai ngươi. Thứ rác rưởi vô dụng như ngươi làm ta cảm thấy thật kinh tởm. Capacio đòi phin mau giao viên pha lê ra cho hắn. Phin dù đang sợ vãi đái, nhưng khi nghĩ tới tương lai của thằng bạn thân Max thì phin quyết định méo đưa. Bất ngờ cơ thể của phin bị tóe máu khiến cậu gục xuống. Phin không thể hiểu tại sao mình lại bị như thế là ma thuật ư. Capacio cho rằng những thứ rác rưởi như phin tại sao lại cố tỏ ra anh hùng. Sức mạnh tranh lệch quá lớn, đằng nào ngươi cũng sẽ thua. Nếu không muốn đau thì mau giao nộp ra. Capacio còn lấy ví dụ tên béo nằm bên kia để dẫn chứng. Musk cũng cảm nhận thấy bạn mình đang bị nguy hiểm nên cũng đang tăng tốc tới. Bên kia Macaron cũng đang đi lang thang. Hắn đang rất ngạc nhiên vì kỳ thi này có sự góp mặt của ba tên quái vật. Một làm Musk, ngố hai là Lan ba là Capacio, người đã đạt thành tích đứng đầu học viên đàn anh của trường. Ban đầu Macaron cho rằng Capacio không có hứng thú với vị trí thánh nhân nhưng có lẽ là do Orcher Mado đã can thiệp vào. Capacio là một thần đồng được lựa chọn bởi cây đũa hàng báu vật quốc gia. Macaron lúc này tự nhiên nhớ tới cha mẹ nên hắn đã hát bài xuân này con không về. Bên kia Finn đã chảy máu rất nhiều. Capacio cũng cảm thấy rất ngạc nhiên về sự cứng đầu của cậu. Phi nghĩ chỉ cần bảo vệ được viên pha lê thì mắt sẽ vượt qua bài thi. Trước giờ chưa ai thấy mình xài ma thuật đã tới lúc mình thể hiện rồi. Phi liền giơ cây đũa lên trên sử dụng phép thuật. Phía trên Capacio nhìn mỏi cả cổ vẫn không có gì xảy ra, còn bên dưới thì Finn đã bỏ chạy mất tiêu. Capacio bất ngờ bị dịch chuyển hắn tỏ ra bất ngờ bởi vì đây là chỗ xử lý tên mập lúc trước. Chả lẽ phép thuật của Finn là hoán đổi vị trí? Bên kia Finn đắc ý vì nhờ con bài tủ giấu trong quần nhiều năm nên đã chạy thoát, nhưng bất ngờ chân của cậu đã bị chém trúng. Capacio đi tới và mỉa mai nỗ lực chạy trốn của Finn. Hắn ta dẫm lên chân cậu và muốn lấy viên pha lê. Thấy dùng võ mùng đã không có kết quả, Capacio đã tự dùng dao vẻ vào bụng mình nhưng người chịu sát thương lại là Fin mọi người bên ngoài khán đài đổ mồ hôi hột bởi vì ma thuật của capacio là chuyển sát thương của bản thân lên đối thủ qua dữ dặn luôn rồi bên trong phi nói không bao giờ ngươi có được nó đâu sau khi phi nhớ lại những kỷ niệm của mình và khứa bạn thân mas phi đã mạnh dạn nói ta sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè đâu cậu bắt đầu dùng đũa thần tấn công nhưng cơ thể của cậu lại bị chém trúng. capacio cho rằng những người không bao giờ thành công nhưng vẫn không chịu từ bỏ làm hắn ta ngứa mắt capacio bắt đầu đưa dao lên cổ mình khiến mọi người bên ngoài cảm thấy căng thẳng lúc lưỡi dao bắt đầu cắt vào sâu làm cổ Fin tóe máu bất ngờ mắt xuất hiện kịp thời làm đầu capacio cắm vào tường tớ tới rồi đây cảm ơn cậu nhé Fin. nhưng bất ngờ khi mắt đi tới chỗ Fin thì đầu cậu lại chảy máu capacio nói thật đáng tiếc nhưng đã từ lâu ta không cảm thấy đau nữa mắt nghe xong thì không hiểu capacio nói ngắn gọn đũa phép của ta là độc nhất mắt liền để gối lên mặt hắn nhưng bất ngờ cậu lại bị trúng đòn cái này không khác gì mắt đang lại bị chính đòn đánh của mình tấn công Capasio liền giải thích ma thuật của hắn cho phép chuyển toàn bộ sát thương của bản thân lên đối thủ. Hắn ta liền dùng dao vẽ lên chân mình nhưng bất ngờ chân mắt lại tóe máu, còn vết thương của hắn thì lại nhanh chóng hồi phục. Capasio đã được đũa thánh ban phước lành từ lúc hắn được chọn, vậy nên từ khi hắn sinh ra hắn đã không biết đau đớn là gì. Vì thế ước mơ nho nhỏ của hắn là muốn một lần cảm thấy đau. Capasio cho rằng một kẻ rác rưởi như Mas thì chưa đủ level làm hắn thỏa mãn. Liên tiếp những nhát chém tạo ra đã làm cơ thể Mas tóe máu. Phiên thì rất lo lắng nghĩ rằng chơi vậy thì ai chơi lại. Mas bất ngờ tung một cú đấm vào mặt Capacio nhưng kết quả lại bị trúng đòn. Cậu liên tục tung ra những cú đấm cú đá nhưng kết quả lại bị phản đam ngược lại. Cứ tiếp tục như thế thì Mas chẳng khác nào đang tự hủy. Có vẻ trận chiến này Mas ăn hành khá nhiều. Nhưng mình tin chắc cậu sẽ bón hành cho hắn ta nhanh thôi. Lúc này Capacio cho rằng số phận con người đã định đoạt được sẵn nên có cố gắng cũng vô ích. Capacio còn dẫn chứng Phin là một kẻ vô dụng đã thất bại ngay khi học trung học trái ngược với anh của mình phin là một kẻ yếu đuối luôn cần người khác nâng đỡ đúng là một sỉ nhục của pháp sư mas liền nói ông anh nói không sai kẻ khôn ngoan thì biết từ bỏ những gì quá sức biết được chỗ đứng của mình cũng rất quan trọng từ góc nhìn của ông anh nỗ lực của phin chỉ là một kẻ yếu nhưng cậu ấy vẫn đứng lên chống lại đối thủ mạnh hơn mình gấp nhiều lần tôi cũng méo cho phép ai cười nhạo nỗ lực của mai fan mắt bắt đầu dùng liên hoàn đấm của thánh phòng tôm tấn công capacio lúc đầu capacio còn tỏ vẻ khinh thường để cho mắt xoa bóp mặt cho mình nhưng bất ngờ tượng nữ thần của hắn đã bị nứt, điều này khiến Capacio sốc vì hắn chưa từng thấy điều này, Capacio bị dính một đòn móc khiến hắn lùi ra sau. Mas nói giờ thì sao tôi đã mạnh hơn ông anh gấp trăm triệu lần rồi, liệu ông anh có dám chống lại thằng này, giống như Finn đã từng đứng lên với ông anh không? Capacio không hiểu Mas có cái cơ thể quỷ quái gì, đây là lần đầu tiên có kẻ làm nứt tượng của hắn, nhưng hắn không lo bởi vì tượng thần khi được kích hoạt, phòng thủ sẽ mạnh hơn khi nhận nhiều đòn đánh hắn ta bắt đầu phóng những mũi tiêm ra muốn tiêm thuốc cho mas nhưng mas không bị bệnh nên đã tránh né hết bọn chúng tiêm thuốc nữa ngày mà vẫn không trúng mas khiến capacio cay cú lúc này mas cũng móc ra cây đũa của mình khiến hắn ta rất bất ngờ ông có đũa thần thì tôi cũng có đũa sắt dám chơi không sau khi mas nắn chiếc đũa mình tạo thành một cây vượt tử thần trước sự há hóc mồm của mọi người cậu liên tục né những mũi tiêm vaccine của capacio thì mas đã thành công đập cho bức tượng bất bại của hắn thành thất bại mas từ từ đi tới dùng vượt gỏ nhẹ vào đầu khiến capacio đo sàn ngay tại chỗ Lúc này ước mơ xin một lần được đau của Capacio đã trở thành hiện thực. Bây giờ Capacio mới nhận ra Finn đã chịu đựng dũng cảm đứng dậy vì tình bạn như thế nào. Bên kia Macaron đang đi tới thì bắt gặp Mo và Aureo. Hai người này thấy Macaron nên đã đứng im. Macaron liền lắng tai nghe thì thấy họ thuộc âm dê trong đồ dê mi Nút càng cao thì các người càng mạnh nhưng các ngươi chỉ đứng thứ hai từ dưới đếm lên. Macaron cho rằng hai tên này không đủ sức để hắn thỏa mãn nên hãy giao hàng ra rồi biến đi. Mo cho rằng Macaron mạnh miệng một đánh hai không chột cũng quẻ đừng tưởng đấu võ mồm là sẽ khiến bọn này sợ một con sói được hóa ra mo cho rằng tuy macaron có sức mạnh ngang với một ứng viên thánh nhân nhưng bọn họ đã thu được ba xu vàng thì cũng được coi là cao thủ ấy thế mà khi con sói lao tới thì bị macaron nhẹ nhàng phá hủy một giải nốt nhạc lao tới phá nát rào trắng đẩy hai tên kia cày dưới mặt đất macaron phá hủy viên pha lê và nói bọn họ quá yếu lần sau yếu đừng có ra gió coi chừng bị trúng gió nhé lúc này mc liền thông báo một đội đã bị loại nên bài thi đã kết thúc Dot lúc này kiểu tôi còn chưa kịp làm gì mà trận đấu đã xong rồi sao? Sau khi trở về đấu trường Max và Dot đã dùng một điệu nhảy củ chuối để ăn mừng. Dot liền đóng giả làm phóng viên để phỏng vấn Max. Anh cảm thấy thế nào khi đạt được danh hiệu MVP của chúng ta? Lúc này tôi chỉ muốn ăn bánh su kem trả lời vậy thôi dẹp mợ luôn đi. Nhưng bất ngờ không khí trở nên im lặng lạ thường. Thầy hiệu trưởng cho rằng thử thách tiếp theo mà Max phải đối đầu mới thật sự là gian nan nhất. Những cổ động viên trên khán đài cảm thấy căng thẳng. Lúc này Macaron cũng ở phía sau Max. Macaron rời đi nhắn nhẹ chờ Max ở vòng thi tiếp theo. Cơ thể Max như có một dòng điện xẹt qua làm Finn rất lo lắng. Max nói không có gì chỉ là Mike đang nhắc nhở tôi cẩn thận thôi. Mike không ai khác chính là cái bắp tay của Max. Lúc này bên trên là thầy hiệu trưởng và thánh nhân bộ tài năng ma thuật Cano. Họ đang bàn luận về kèo của đầu nấm Max và Macaron. Không biết liệu chuỗi thắng của Max có bị chấm dứt không? Cano nói lý do dây trở thành thánh nhân vào năm ngoái là do Macaron đã không dự thi. Tôi là người đứng đầu bộ tài năng nên tôi trực tiếp kiểm tra sức mạnh các thí sinh tiềm năng nhất cho vị trí thánh nhân chính là Macaron. Tôi đã được tận mắt chiêm ngưỡng màn trình diễn của cậu ta trong giải đấu năm trước. Á à, quân giải đấu năm đó gần như là không có cửa. Thầy hiệu trưởng đang định giải thích thì kêu đô liền bật cười và nói xin lỗi nhé. Xem chừng thầy đã đặt cược quá nhiều vào tên nhóc đầu nấm đó. Rút cuộc Max có mấy mị lực gì khiến cậu nổi bật so với những kẻ khác. Khoảng cách giữa Max và Macaron là một trời một vượt. Tôi nghĩ chắc Macaron đã mua chuộc đô bằng chuối nên hắn ta đề cao Macaron đến vậy. Lúc này tại phòng chờ, tên Lơ luôn cay cú Max đã tới báo với Macaron mas không dùng được phép thuật. Hắn bảo Macaron nhất định phải lấy lại mặt mũi mà dạy cho Max một bài học. Lơ Blanc muốn mang một ít bã tới hạ độc Max thì liền bị Macaron đánh văng đi. Macaron nói nếu lần sau còn bày trò phá niềm vui của ta thì bỏ mạng đấy. Ta nói cả người đó o tơ. Tờ lên tiếng lần này sẽ không nhúng tay vào. Tên Lơ phía sau cảm thấy sợ hãi vì đứng trước thánh nhân mà Macaron vẫn không e rè đúng là bá con mẹ nó luôn bên kia tại phòng chờ Max kể cho Finn lý do cậu lại khổ luyện như vậy ban đầu ông già tôi đã đưa tôi vào con đường này nó thật sự rất vất vả và cực nhọc nên tôi rất ghét nhưng bất chấp cơ thể này than vãn và mệt mỏi đau đớn ý chí tôi vẫn kiên định và nâng tạ để rồi giờ đây tôi có thể vỗ ngực và kiêu hãnh về sức mạnh của mình cậu muốn hỏi tôi vì sao lại chọn chơi tạ à đơn giản là thích thì chơi thôi tại sao nhân loại có tay ư thì là để nâng tạ chứ làm gì nữa lúc này Fin vã cả mồ hôi vãi cả đạn không cần người hỏi cũng tự trả lời luôn vì sao nhân loại lại có chân ư thì để nâng tạ lên chứ còn sao nữa còn tại sao con người lại có đầu thì mắt vẫn chưa nói bên kia con vợ của mắt cũng độc thoại y chang mọi người muốn biết vì sao mình tự đổ cậu ấy à thật lòng ban đầu cũng chẳng hề muốn vượt qua tình bạn nhưng mưa dầm thấm lâu cậu ấy đã trở thành cả thế giới là chỗ dựa cho tôi lúc đó cũng là lúc tôi nhận ra bản thân đã phụ thuộc vào cái cậu ấy lý do không cưa mà tôi tự đổ đơn giản là cậu ấy quá ngầu phiên lúc này kiểu mấy thánh này tự sướng đẳng cấp phải ra Đốt liền đi tới rủ bé tranh về nhà ra mắt thì liền bị phủ đúng là phận làm trai 12 bến nước. Mas lúc này cầm ra bột tăng cơ tự chế pha uống, làm gì thì làm chứ riêng nạp protein thì không thể thiếu được. Lúc này bất ngờ thánh nhân Kando xuất hiện mà bọn họ không hề hay biết. Mas liền nhận ra à ông anh chính là thánh nhân đợt trước bắt nạt tôi này. Kando nhận xét Mas thật sự rất thú vị liền rủ cậu chơi trò chơi với mình. Mas liền méo đồng ý vì đang giải lao. Đốt thấy khứa bạn của mình dám bố láo với cả thánh nhân, lúc này Kando mới giới thiệu mình là bộ trưởng bộ tài năng ma thuật ai muốn vào hội thánh nhân đều sẽ qua tay hắn nếu làm ta buồn lòng thì sẽ phải đi về nhà ngủ là vừa tôi chỉ là một bộ trưởng nho nhỏ nên sẽ không ép cậu phải lựa chọn vãi đạn vậy là không ép chữ chưa ok tôi sẽ chơi với anh anh thích sao tôi cũng chiều ra để đi kando liền tặng cho mas một phần thưởng để tăng độ hấp dẫn nếu mas thắng hắn sẽ chiếu cố cho cậu làm thánh nhân khỏi cần thi nữa thấy mùi ngon mas liền hỏi thế ông anh thích chơi trò gì kando giơ ngón tay nói đơn giản thôi nếu cậu nhìn theo là cậu thua Max kiểu tưởng trò gì ba trò con nít anh quay tay ngày không biết bao nhiêu lần. Kando kiểu thằng này ăn gì mà tự tin thế nhỉ? Kando vẽ ra một vòng tròn vi bao quanh mắt Hắn sẽ chỉ tay sau khi đếm ngược từ ba. Mắt sẽ chiến thắng khi vẫn ở trong vòng tròn và không được nhìn theo hướng tay Kando chỉ. Kando sẽ chỉ ba lần nếu mắt né được hết ba lần thì mắt mới thắng. Ok vậy bắt đầu nhanh đi ông anh. Kando bắt đầu chỉ ngón tay bất ngờ một luồng ánh sáng từ bên dưới sàn đã đánh thẳng tới mặt mắt Nhưng cuối cùng mắt đã né được. Đòn thứ hai khi hai luồng ánh sáng xuất hiện thì Max đã dùng nắm đấm thép cản phá chúng. Kando không hiểu sao chỉ dùng tay không mà có thể làm được như vậy. Hắn ta bắt đầu rút ra thanh kiếm hát ám của mình. Ngọn lửa đen trong thanh kiếm sẽ đốt cháy những thứ gì nó chạm vào. Tức là Max sẽ không có thể dùng tay cản phá như lần trước ôi sợ vãi nồi ra. Kando bắt đầu vung thanh kiếm làm nó biến mất và bất ngờ đâm tới tấn công. Max bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển như một vũ công múa ba lê. Sau đó Max dẫm chân nhất vòng tròn lên và né thanh kiếm khi vẫn đang nhìn xuống tưởng thử thách đã kết thúc bất ngờ con cú từ đầu bay tới lấy đi chiếc bánh su kem của cậu. Max vô tình nhìn theo nên chấp nhận chịu thua. Nhưng Kando nói vừa rồi không tính xem như chúng ta hòa. Kando cũng nhắc nhở ở cấp độ của Max rất khó khăn khi thi đấu với Macaron. Sau khi Kando đi Max nói mình sẽ gặp nguy hiểm nếu anh ta không trần chờ. Hơn nữa anh ta còn chưa dùng phép thuật. Bên kia Kando nhớ lại Max lúc trước đã tính đỡ thanh kiếm bằng chán đúng là điên rồ. Không biết lý do gì mà cậu ta muốn trở thành thánh nhân đến vậy. Nhưng sẽ vô nghĩa nếu cậu ta chết, nhưng thật tốt khi cậu ta là đồng minh hãy tiến đến vị trí của bọn tôi. Lúc này trận đấu cuối cùng bắt đầu đây là trận đấu solo 1 với một làm sao cho đối thủ bỏ cuộc hay bất tỉnh thì sẽ chiến thắng. Trận đầu tiên đó chính là một người nhà Adler năm nhất với 7 xu vàng nhiều nhất trường, đó chính là Max Bernadette. Đối thủ của cậu ấy chính là nhà Os với 5 xu vàng đó không ai khác chính là Macaron. Hội bạn thân của Max ngố thầm chúc cậu hãy cố gắng vì tương lai của chính mình. Thầy hiệu trưởng nhận xét ngay cả trong lịch sử của trường Easton Tài năng của Macaron vô cùng hiếm đây chính là bức tượng cuối cùng của Mas. Bên dưới Macaron xin lỗi Mas vì không để cậu tiến xa hơn nữa, hãy hoàn thành sứ mệnh mua vui cho hắn. Mas thì kiểu ông anh nói gì mà khó hiểu quá. Lúc MC công bố trận đấu bắt đầu thì Mas đã xin phép đợi xíu bạn ơi. Tưởng là chuyện gì quan trọng thì ra là cậu cần bổ sung calo trước khi thi đấu. Macaron cũng không kém cũng lấy ra con tôm trên của mình. Hắn ta điên cuồng chấm vào nước sốt Mas tốt bụng liền nhắc nhở, nếu chấm nước sốt nhiều quá thì sẽ mất đi vị tôm. Macaron trở nên tức giận vì tại sao lại ngăn cản hắn chấm nước sốt. Khi Max thấy ánh mắt điên cuồng của Macaron, Max nhận ra hắn rất mạnh. Dot bên ngoài cũng suy nghĩ và lo lắng. Những kẻ càng điên điên khùng khùng thường rất mạnh tại vì chưa uống thuốc. Cando nói lý do Otter chọn Macaron cũng là vì cái tính điên điên khùng khùng đó. Chắc chắn Macaron sẽ đánh bại Max. Lúc này Macaron rút ra cây đũa 30cm của mình ra hắn bắt đầu bộc phát sức mạnh. Lượng ma thuật này quá lớn làm mọi người trên khán đài rất ngạc nhiên. Sức mạnh này cũng ngang ngửa với một thánh nhân. Max không sợ hãi mà bắt đầu lao tới Macaron liền bắn một quả cầu. Max dùng thế đánh bóng truyền để cản lại nhưng bị nó đẩy vào trong tường. Nhưng bất ngờ khi lớp bụi tăng đi Max đã không còn ở đó. Cậu bất ngờ xuất hiện từ phía sau ôm Macaron sau đó nhảy lên trên cao. Max dùng sức mạnh của cuộc sống để lao nhanh xuống bên dưới. Lúc này bên dưới đó thắc mắc tại sao lúc nãy Max lại né được đòn của Macaron. Finn đã giải thích vì Max không thể cản phá nên cậu ta đã chạy lùi lại để né. Bất ngờ bên trong lớp bụi Macaron lại không hề hấn gì hắn ta phấn khích nói cuộc vui này chỉ mới bắt đầu phải không Mas? Lúc này ở một nơi xa những con rồng bay xuất hiện. Tên cầm đầu tới đây là tìm Mas đã để cậu đợi lâu rồi Mas yêu dấu của ta. Bên kia trước cú ôm người nhào lộn cấm đầu xuống đất của Mas. Kando bên trên nhận ra khi Macaron rơi xuống hắn đã dùng một nốt nhạc để hấp thụ toàn bộ lực khi rơi xuống. Dễ hiểu vì không ai để ý ma pháp của đầu nấm dùng là chiêu quật người hệ vật lý trá hình. Khán giả bên trên kiểu tôi sống tới chừng này tuổi mà chưa bao giờ nghe có ma thuật cơ bắp. đúng là hết nước chấm. Lúc này bên dưới Max bất ngờ lao đến rồi đột nhiên tốc biến về phía sau tấn công Macaron. Nhưng Macaron đã phản ứng nhanh chĩa cây đũa vào Max. Nhưng bất ngờ Macaron dừng lại chú em đang cố bảo vệ thứ gì đó. Cứ tưởng là thứ gì rất quan trọng nhưng đó chỉ là một cái bánh su kem. Macaron cũng nhiệt tình cứ giữ mấy thứ quý giá như thế thì làm sao mà chơi được mau đem nó ra cất đi. Trước điều này Max rất xúc động tôi không ngờ rằng ông anh đây chơi cũng play phết nhỉ. Trên khán đài mọi người thì kiểu không hiểu hai người này đầu óc có vấn đề hay không. Thế là mọi người đề nghị với trọng tài lục soát người của hai thím để hai thím ấy thoải mái chơi hết sức. Lan lúc này vẻ mặt căng thẳng vì cậu ta biết cả hai người bọn họ vẫn chưa chịu tung hết sức. Cano phía trên nhận xét bọn họ vẫn đang thử nhau mà thôi. Sau khi đã lấy hết bánh su kem và tôm chiên sù thì cả hai đã tiếp tục. Rồi đó tới luôn đi ông anh. Macaron bắt đầu dùng chiếc đũa tạo ra vô số những bản nhạc cuộn lại với nhau được gọi là âm pha. Nhưng bất ngờ nó lại xuyên qua tạo ra những luồng âm thanh khiến màng nhĩ của cậu bị thương. Trước điều này Macaron liền châm chọc ngươi nghĩ âm thanh là vô hại sao? Pass lúc này kiểu tai em điếc rồi ông anh nói to thêm xíu nữa được không? Hắn ta tiếp tục dùng âm pha và cho rằng nhà Mas nghèo không có cửa với hắn. Thế là Mas lại bị dính một đòn nữa làm miệng cậu tóe máu. Bên trên khán giả rất lo lắng vì ma thuật cá nhân của Macaron quá bá trận đấu này không khác gì là tàn sát. Mas thì bên dưới không thể cản phá được đòn tấn công đó cứ như nó xuất phát từ trong người của mình vậy. Macaron lúc này thấy Mas yếu thế thì trở nên thất vọng ta cứ tưởng thế nào ai ngờ chỉ thế này ngươi không phải là món sốt tắt ta mà ta đã tìm kiếm bấy lâu nay. Macaron bắt đầu dùng phép thuật tạo ra vô số những chiếc loa bao quanh Max. Macaron nói lời tạm biệt cuối cùng với Max yêu dấu. Những chiếc loa bắt đầu phát ra âm thanh cùng lúc giới tung cả mặt đấu trường. Bên trên Dot và Phi nhăn nhó mặt mày chắc thằng bạn thân chuyến này xong đời rồi. Bên kia Otter thì vẻ mặt đầy mãn nguyện vì đã nhổ được cái gai trong mắt. Còn Cano thì cho rằng Macaron vẫn còn chưa tung hết sức để kết thúc trận đấu này. Bất ngờ chân của Macaron đã bị kéo xuống bên dưới. Điều này làm hắn ta không hiểu chuyện méo gì đang xảy ra. Bên trên khán đài thì mọi người cứ tưởng Macaron đang sử dụng phép thuật động thổ. Nhưng lúc này Max đã từ dưới đất chui lên hello ông anh tôi trở lại rồi đây. Tôi đã thấy tất cả mọi chuyện ngay trước khi ma pháp lao tới Max đã chui xuống dưới đất. Sóng âm di chuyển rất nhanh trong không khí nhưng nó sẽ bị cản lại và yếu đi khi di chuyển xuống lòng đất. Vậy nên cậu ta quyết định động thổ để lợi dụng nó như một bức tường cách âm. Ok thằng bạn đã giải thích xong rồi thì Max cũng bắt đầu sử dụng ma thuật cơ bắp thức thứ tư cú đá tử thần. Cậu xem cái đầu của Macaron chính là quả bóng ở chấm phạt đền 11m. Khi cú sút được tung ra Macaron đã bay ra xa trước sự há hóc mồm của mọi người. bất ngờ Mastock biến nhảy lên người của Macaron. Mấy cổ động viên ở phía xa nhìn kiểu này cứ tưởng hai người họ đang giao đấu theo kiểu trên dưới. Ở bên dưới Mast ngố bắt đầu dùng nắm đấm đóng dấu vào avatar của Macaron. Nhưng bất ngờ Mast bị đẩy văng ra xa. Một tiếng nói vang lên ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta. Nguồn sức mạnh một lần nữa bộc phát bao phủ cả đấu trường tới mức cực hạn. Cơ thể hắn ta bắt đầu biến đổi dữ dội không khác gì một con quái vật đang gào thét. Cứ tưởng là một con quái vật sẽ xuất hiện nhưng ai mà ngờ Macaron lại biến thành một đứa trẻ mới lớn. Max thì cảm thấy ấn tượng với kiểu tóc của Macaron cắt ở đâu chỉ em làm phát. Macaron chỉ tay nói người ép ta phải biến thành tomboy người quả đúng là đồ đáng ghét. Bên kia tại hội đồng phép thuật Rio đang nhớ nhung đầu nấm không biết em ấy đang làm gì. Bất ngờ Nere hốt hoảng vào báo tin chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Phía Innocent Zero lại bắt đầu hành động sau khi biết một tên thủ lĩnh của innocent zero đang đến rio liền ra lệnh tăng cường bảo mật chúng ta sẽ cần otter và kando kéo dài chút thời gian nhưng lúc này nerei lại nói thật ra thì tất cả bọn thủ lĩnh của innocent zero đều tới đây cùng lúc này bên kia macaron nói ở hình dạng này ta có thể thoải mái tự tin khoe cá tính của mình macaron đã thổi một luồng khói tình yêu vào tai mát khiến cơ thể cậu co giật và gục ngã bên ngoài bé tranh khóc hết nước mắt vì cứ nghĩ người yêu mình đã trúng tiếng xét ái tình mọi người bên ngoài khi thấy thì họ cứ nghĩ tai mắt chính là điểm yếu nên đã bị macaron hạ gục lúc macaron đang giải thích về sức mạnh ma lực khi hắn được giải phóng thì bất ngờ mắt đột nhiên đứng dậy nãy giờ ông anh nói hơi nhiều rồi đấy một cú đấm được móc lên nhưng bất ngờ macaron đã biến mất hắn ta đã xuất hiện trên thành của đấu trường macaron xin phép được nói hết câu hắn bất ngờ đá vào mặt mắt và nói giờ ta chính là âm thanh mắt lúc này bất ngờ hỏi vậy ra ông anh cũng chơi kiểu vật lý như tôi à Macaron nói tất nhiên là không rồi sau đó hắn di chuyển nhanh tạo ra rất nhiều tàn ảnh khiến mọi người há hốc mồm. Macaron bất ngờ di chuyển nhanh tấn công Max từ nhiều hướng. Dot và Finn bên trên trở nên lo lắng. Lúc này Max còn nghe thấy âm thanh thì đồng nghĩa cậu sẽ bị dính đòn. Chơi như vậy thì bố ai mà chơi lại. Macaron bên dưới bắt đầu búng tay và muốn dùng một đòn cuối cùng để kết thúc Max. Hắn lao nhanh tới dẫm nát Max nhưng khi chân hắn vừa chạm tường thì Max đã biến mất. Cậu bất ngờ xuất hiện phía sau khiến hắn ta bị sốc nặng lúc này kando giải thích trong môi trường chất rắn âm thanh sẽ di chuyển nhanh nhất bằng việc chạm tay lên tường cậu đã cảm nhận và dự đoán trước đòn tấn công nhưng để làm được thì một kẻ có phản xạ nhạy bén quái dị như mắt thì có thể macaron lúc này bất ngờ tay đã dính nước sốt tata ta. nên hắn cố búng đến gãy tay cũng không thể tạo ra âm thanh được nữa mắt bất ngờ tặng cho macaron một cú đập người cực mạnh làm hắn ngã ngỡ xuống mặt sàn ở lan lại nói đó chỉ là tạm thời ngay cả tôi còn không biết kèo nào lật kèo nào nữa nhưng mà đợi đã Macaron còn một chiêu thức khác nữa. Bên dưới Macaron nói làm tốt lắm ta thừa nhận ngươi chính là một đối thủ xứng tầm. Macaron móc ra cây đũa 30cm của mình bắt đầu sử dụng phép thuật. Những bản nhạc bắt đầu bùng nổ bay thẳng lên trời tạo nên một chiếc chuông khổng lồ. mắt thấy cũng rất ngạc nhiên anh chơi lớn quá. Macaron giải thích bất kỳ ai nghe được âm vang của tiếng chuông thì sẽ chết. Chỉ một phút nữa thôi tiếng chuông sẽ vang khắp bán kính hai cây số. Cách duy nhất để hóa giải âm thanh chính là phải cướp được cây đũa 30cm của ta nhưng đừng có quên ta nhanh như âm thanh đố anh bắt được em trước khi hết giờ nhé. Trước điều này ba thằng bạn thân hết sức là lo lắng. Nhưng nếu Macaron dùng tới kế 36 bỏ chạy thì Max coi như xong. Bên dưới Macaron cũng đã bắt đầu di chuyển với tốc độ âm thanh. mas tuy nhiều lần quay tay chụp lấy Macaron nhưng đều không trúng. Thời gian bắt đầu dần trôi xuống còn 15 giây. Nhưng Max vẫn chưa chạm được cộng lông Macaron khiến cho mọi người rất lo lắng. Khi còn 10 giây thì Max đã bị chiếc chuông đánh rơi xuống đất. Lúc này Macaron đang định trêu chọc thì bất ngờ Max chọc tay xuống mặt sàn. Sau đó gồng hết cơ mông lật tung cả sàn đấu về phía Macaron. Macaron đoán chắc chắn Max sẽ chặn hắn ở bên phải. Thế mà khi Macaron lướt qua bên trái thì Max lại xuất hiện bất ngờ cơ thể hắn bị kéo lại bởi ngón út yếu nhất của Max. Max nhẹ nhàng cướp lấy bóp nát chiếc đũa làm chiếc chuông tan biến. Thế là cuộc rượt đuổi đố anh bắt được em của Max đã kết thúc. Nếu không có gì thay đổi thì vị trí thánh nhân năm nay sẽ thuộc về Max ngố. Lúc này Macaron nằm ngửa trên mặt đất khen ngợi Max hết lời. Lúc này những người bạn của Mas đều rất vui trước chiến thắng của cậu. Chúc mừng chồng tương lai của em. Thầy hiệu trưởng thì cười tít cả mắt không ngờ Mas lại có thể thắng Macaron. Nhưng bất ngờ lúc Mas muốn rời đi thì đấu trường có một trận chấn động. Trên bầu trời xuất hiện vết nứt, những con rồng bay bắt đầu xuất hiện. Rất hân hạnh được gặp các người thầy hiệu trưởng liền nhận ra đó là Innocent Zero. Hắn bắt đầu chỉ tay lên trời và làm cho thời gian ở đây bị dừng lại. Sau đó bất ngờ Innocent Zero lại xuất hiện bên dưới chỗ Mas. Hắn ta tới vuốt ve khen Mas có một khuôn mặt tuyệt mỹ ta cứ nghĩ mình sẽ không được thấy con. Nỗi đau này đã dày vò ta suốt bấy lâu nay ôi con trai yêu dấu của ta. Cứ tưởng gặp được con sau bao ngày xa cách làm tôi cảm thấy rất cảm động. Nhưng khi hắn nói muốn hấp thụ Max để mạnh hơn thì tôi thấy cảm lạnh. Lúc Innocent Zero muốn đưa Max đi thì bất ngờ thầy hiệu trưởng xuất hiện. Đứng lại đó đừng nghĩ ta sẽ đơn giản để ngươi dẫn thẳng bé đi. Lúc này đồng hồ điểm 12 giờ 59 phút 25 giây, mọi người toàn đấu trường vẫn đứng trong im lặng. Hai khứa Dot và Finn vẫn đang giữ nguyên biểu cảm xíu nữa lại hỏi sao mỏi miệng quá chừng. Lúc này những tên thuộc hạ của Zero cũng đã xuất hiện với tạo hình quái dị. Thầy hiệu trưởng nói Mas là học sinh xuất sắc của ta sao có thể để các ngươi đem nó đi được. Tên Gua bất ngờ bởi vì thầy hiệu trưởng không bị ảnh hưởng bởi ma thuật. Lúc hắn cầm kéo muốn giao ai thì bất ngờ một cây dìu chén đứt linh hồn hắn ra làm đôi. Không ngờ đây chính là sát khí bá đạo của thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng bật cười và nói nếu mới vậy mà đã rén thì biến ra chỗ khác mà chơi đi đầu trổi. Đừng bắt nạt đồng minh quý giá của ta chứ Gua bờ ngươi làm ta buồn đấy. Thầy hiệu trưởng liền hỏi mục đích của người thật sự là gì. Zero liền nói mục đích của ta là trở thành một con người hoàn hảo nhất, được trường sinh bất lão vô địch thiên hạ. Ồ, nghe cũng hay phết đấy nhưng ước mơ đó thật nhàm nhí. Ngươi tính hy sinh vô số người chỉ vì điều đó thôi sao? Zero thì cho rằng chẳng có gì khó hiểu cả gia đình ta tồn tại là vì sứ mệnh của ta, mắt cũng không ngoại lệ đứa trẻ đó tồn tại vì ta. Nó là con trai của ta nên ta sẽ đưa nó về với mái ấm gia đình. Nghe xong thầy hiệu trưởng bật cười có vẻ chúng ta nói chuyện không hợp cho lắm. Mắt sẽ trở thành biểu tượng cho hy vọng của thế giới. Nếu ngươi muốn đưa mắt ngố của ta đi thì hãy bước qua xác ông già gân này trước. Thầy hiệu trưởng đã bắt đầu triệu hồi đũa thần Uranus, vị thần của bầu trời. Sau hơn một thập kỷ đó chính là lần cuối họ triệu hồi chúng để so tài. Lúc này Zero cũng đã triệu hồi đũa thần Kronos, vị thần của thời gian. Lúc này bất ngờ bên dưới mặt đất trồi lên vô số những con quái vật một mắt. Zero nói ngoài đầu nắm mắt ra ta không cần bất kỳ kẻ nào khác. Lúc này thầy hiệu trưởng dùng sức mạnh của mình hóa giải cho mắt Macaron, Candolan và Dot. Thầy hiệu trưởng nói các trò muốn hỏi gì thì hãy để sau. Bọn quái vật giao cho các trò còn ta sẽ lo tên Innocent Zero. Các học trò nghe xong thì cũng bắt đầu ra tay. Họ sử dụng những chiêu thức bắt đầu tiêu diệt bọn quái vật. Lan và Dot cho rằng tình hình này giờ căng như dây đàn rồi. Lúc Kando quyết định đi tới để hỗ trợ thầy hiệu trưởng thì bị một con quái vật tấn công. Thấy kiếm bình thường không làm gì được nên Kando thêm chút lửa tím cho nó máu. Otter bên kia cũng ra tay hỗ trợ Kando. Otter cho rằng bọn quái vật này rất mạnh ngang ngửa với học sinh hai vạch. Có vẻ bọn chúng không muốn cho chúng ta qua chỗ thầy hiệu trưởng còn mọi người kia thì vẫn tập trung công việc pham quái của mình bên kia zero chăm chọc khi thầy hiệu trưởng lại cho bọn nhóc miệng còn hôi sữa đánh đám dối của hắn thầy hiệu trưởng cũng khịa lại sao ngươi không lo cho bản thân trước đi đấu võ mùng xong thì cả hai đều biến mất và xuất hiện trên bầu trời bên dưới đót vẫn liên tục kêu ca vì lũ quái vật này đánh mãi không hết lan nói hãy cố câu giờ viện binh sắp tới rồi bất ngờ trên bầu trời tỏ ra một chùm gai khổng lồ đót thấy Xiao world thì liền nhớ lại lúc trước đã gặp hắn ta Nhờ mà cái đó nó rớt xuống đầu thì kiểu méo gì cũng thành tổ ong. Bất ngờ đó thấy không ổn vì những tên quái vật xài kem trộn nên có hình dạng khác biệt và mạnh mẽ xuất hiện. Khác với vẻ nhộn nhịp Max bên đây lại khá rảnh rỗi. Macaron liền nhận ra đây là một cái bẫy dành riêng cho Max. Phải thật mà làm thế nào ông anh biết hay vậy? Đó là linh cảm của người phụ nữ mách bảo thôi. Đót quay sang nói với Max cứ để chỗ này cho bọn này ní mau lên bón hành chết con miệng nó đi. Ok bạn ơi Max liền lao thẳng tới chỗ của Cold gua bên kia mới nhờ vã xong thì đót lại suy nghĩ giờ mà mắt nó leo lên tới đỉnh thì chắc tới mùa quýt quá. Chưa kể lúc đang leo thì có khi bị những mũi đá bắn thành nhím. Nhưng bất ngờ mắt đã dùng sức mạnh đôi chân ma thuật của mình sút bay chân của núi đá. Mỗi cú sút được tung ra làm cho độ dài của núi đá bị thấp dần, chơi trò Daruma với cả tòa tháp đôi chân ma thuật ngầu vãi. Lúc này Selwur đã bị tụt xuống mặt đất, Selwur liền chào hỏi lâu rồi không gặp em Max Bernadette. Ô mà khoan lúc trước hình như ông anh ngồi cạnh tôi vào hôm kiểm tra đầu vào đúng không? Điều này làm sao Wo như bị xịt keo cứng ngắt đầu nấm bố sẽ giết mày. mắt lúc này cố vắt nát óc cũng không thể nhớ thôi thì em xin lỗi anh nhé. Bên kia Lan và Macaron, Kando và Otter liên tục thi triển sức mạnh của mình để tiêu diệt lũ quái vật. Đó thì đầu game tới giờ vẫn không hiểu tại sao lũ này cứ đánh hoài không hết. Bất ngờ có tiếng khóc trẻ con bên trong chiếc nồi. Lúc đó đang tò mò không biết con cái nhà ai mà đi lạc vào đây, bất ngờ thân thể đó bị biến thành một đứa con nít miệng đang ngậm ti sữa. Lúc này tên Sister Baby đã hiện nguyên hình hắn ta là một trong những lục trượng đại tội criminal cancer. bất kỳ ai bị trúng ma pháp của hắn đều biến thành con nít họ sẽ chết trong yếu ớt và không có khả năng kháng cự đốt lúc này không hiểu lão già này đang nói cái gì tôi sẽ hạ ông nhìn đây ủa sao có cục khói nhỏ xíu vậy rồi xong luôn chạy trước tính sau anh lan ơi cứu bé với lan sau khi thấy thì không hiểu chuyện gì lúc này mà ông còn bày trò dẫn với tôi được hả bất ngờ họ bị tấn công bây giờ lan mới hiểu đó là ma pháp khiến thằng bạn ngốc của mình biến thành con nít nhưng mà Khoa nhìn kỹ lại tuy biến thành con nít mà mặt nó vẫn ngu còn gợi đòn quá. Trên không những tên quái vật đã lao tới nhưng đã bị Lan giải quyết. Lan kiểu đang lúc khó khăn mà phải bảo vệ thằng bạn con nít này nữa đúng là mệt mỏi. Bất ngờ quay qua quay lại thì đót bò tới chỗ đồ chơi từ lúc nào không hay. Lúc này đót kiểu bỏ miệng rồi mình lỡ nhập vai quá. Lúc Lan chạy tới bảo vệ thì vô tình lại bị trúng đòn. Tuy không nói được nhưng đót chắc nó đang cay mình lắm. Lúc này những con quái vật cũng đã bắt đầu tấn công đôi bạn nhỏ của chúng ta. Nhưng khi chiếc chuông đồ chơi rơi xuống thì hai người này lại chạy tới. Tôi không thể nào cưỡng lại vì đó là bản năng của một đứa con nít. Sister Baby bắt đầu cười cho rằng kết cục của trận chiến này đã được quyết định. Giờ các ngươi chỉ có thể sử dụng được một phần mười sức mạnh mà thôi. Với vai trò là một kẻ ăn hiếp trẻ con Sitter Baby tỏ ra rất đắc ý. Lúc đó sợ xuân này con không về thì bất ngờ Sister Baby bị đánh dính dưới mặt đất. Hắn ta không hiểu thế méo nào thằng oát con đó vẫn có thể lật kèo với sức mạnh nhỏ bé như vậy. Đốt lúc này cũng để phục khi mà Lan tuy nhỏ mà có võ, cậu ta chỉ cần thu hẹp vùng ảnh hưởng của ma thuật là có thể giải quyết được. Quả nhiên không hổ danh là học viên top một thiên tài học viện năm nay. Thấy Lan nói thì ngầu vậy thôi chứ Đốt cũng không hiểu Lan đang nói cái méo gì. Bên kia Kando thấy biểu hiện vượt bậc của Lan thì rất là vui không hổ học sinh trường Easton. Lúc này hai người cũng đã biến trở lại bình thường. Bên kia Rio và Nere cũng đang bay tới đây. Rio giải thích vương quốc phép thuật này được tạo nên bởi một pháp sư vĩ đại người đó cũng là người sáng lập nên hội thánh nhân với sức mạnh vĩ đại tên ông ta là adam từ trước tới nay chỉ có một người có thể chống lại phép thuật của ông ta ngài hiệu trưởng và zero chính là hai học trò giỏi nhất của adam khi zero tấn công chắc chắn hắn đã nắm chắc phần trăm chiến thắng bên kia sau màng hỏi thăm sức khỏe thì zero cũng đã gửi chiếc mũ mình xuống thầy hiệu trưởng hốt hoảng vì zero đã không có khuôn mặt zero hỏi tại sao nhìn thấy bạn cũ mà như thấy một con quỷ vậy sau đó hắn biến đổi hình dạng khuôn mặt thành người thầy hiệu trưởng bất ngờ bởi vì Zero đã vứt bỏ nhân tính của mình. Zero thì cho rằng hắn mới chính là con người đích thực. Vì là con người nên ham muốn của ta vô cùng sâu sắc sự tham lam chính là vô đáy. Hôm nay Zero tới đây là có hai việc một là đưa Max về nhà, thứ hai là đưa thầy hiệu trưởng lên thiên đàng. Zero bắt đầu sử dụng ma thuật của mình tạo ra một chiếc đồng hồ cổ ma thuật. Khi cánh cửa mở ra thầy hiệu trưởng trợn tròn mắt vì đó chính là một phép cắm. Bên kia Seo vẫn không thể tin nổi thật sự ngươi quên ta rồi sao, nhưng Mas lúc này chỉ đứng im lặng và lên tưởng cái đầu xeo gua là chiếc bánh su kem mặc cho hắn đang kêu gào rất tức giận muốn giết mắt cho bằng được xeo gua bắt đầu dùng mũi đá tấn công mắt xeo gua cho rằng mắt đã nhớ mình nên hắn đã nhắc lại việc aben bị hắn xuyên nhưng vẫn còn sống sau khi xử lý xong người ta sẽ tự tay mình kết liễu bọn aben xeo gua bắt đầu tạo ra những mũi kim cương tấn công Mas. bên kia Dot lo lắng cho xeo gua lần trước hắn trốn trong con rối lần này không biết hắn trốn ở đâu bên kia xeo gua há hốc mồm bởi vì mắt đang chạy lên những mũi tên đá của hắn Seawool liên tục dùng phép làm những mũi tên lao tới nhanh hơn, nhưng Max đã áp sát và tung cho hắn một đấm khiến hắn hộc cả máu mồm. Hắn ta lúc này không hiểu tại sao lần trước Max lại không né đòn tấn công của hắn. Max lúc này cũng nhớ ra thì ra ông anh là cái thằng cha đầu gai đen thui đó. Lúc trước đã xài chiêu đó một lần rồi mà giờ lại xài nữa thì cho tôi xin. Seawool ghe xong thì mặt ngơ ngác chẳng nói nên lời định mệnh. Adam Jobs nhờ có năng lực ma thuật siêu phàm trời phú ông ấy đã trở thành pháp sư hùng mạnh nhất của thế giới trong hàng thế kỷ từ ngành đào tạo ma thuật cho tới việc thành lập hội đồng pháp thuật. Sức ảnh hưởng của ông đã chạm tới mọi ngóc ngách trong giới pháp sư. Nhưng vào những năm cuối đời ông ấy đã dành phần lớn thời gian giúp những kẻ không sử dụng được ma thuật, với nghĩa vụ là một người mạnh phải bao bọc kẻ yếu. Ông ấy đã truyền lại lý tưởng đó cho ba học trò của mình trong đó có thầy hiệu trưởng, nhưng lúc này không thể ngờ khi phép cấm của Zero được mở ra. Trước sự ngạc nhiên của thầy hiệu trưởng lại chính là sư phụ Adam của mình, Zero nói cuối cùng ta đã thuần phục được ma pháp cải tử hoàn sinh chỉ với một mảnh da của kẻ đã mất nhưng tiếc thay ta chỉ có thể hồi sinh lại cơ thể còn ký ức hay lý trí thì lại không có vậy nên zero đã nhờ tên thợ dối necros tiếp quản thân xác đó gã necros rất tự tin tài múa dối của hắn sẽ làm adam không khác gì một con người thật thầy hiệu trưởng tức giận các ngươi hơi quá đáng rồi đấy necros đã bắt đầu tấn công thầy hiệu trưởng zero nói sư phụ chúng ta đã sống một đời vinh quang nhưng cũng chết vì tuổi già bây giờ ta có thể đưa ông trở về lúc đỉnh cao sư phụ rất quý ngươi tại sao khi thấy sư phụ trở lại ngươi lại không vui Thầy hiệu trưởng bắt đầu nhớ lại lúc mình còn trẻ ông đã chê lý tưởng của sư phụ, bảo vệ cho những kẻ yếu không khác gì cho chúng cơ hội ăn không ngồi rồi. Con nói quả không sai World be, nhưng mà khoan đồ ngốc này ai cho phép con dám chê bai lý tưởng của sư phụ hả? Tưởng giỏi quá rồi nên muốn leo lên đầu ta đúng không nhưng mà ta nói dẫn đó. Không ngờ pháp sư vĩ đại nhất cũng có khiếu hài hước phết anh em nhỉ. Cuối cùng Adam nói một ngày nào đó con sẽ hiểu lời ta bởi vì con rất mạnh. Trong lòng của thầy hiệu trưởng sư phụ mãi là người mạnh nhất, dù cho mọi thứ có thay đổi như thế nào thì ngày hôm nay con sẽ không khoang nhượng gì nữa. Con sẽ minh chứng chứng cho sư phụ thấy con mới là kẻ mạnh nhất." Necros cho rằng tuy thầy hiệu trưởng cho tới bây giờ ông vẫn được giới pháp sư tôn là pháp sư mạnh nhất, vì chính sức mạnh của mình đã khẳng định ông xứng đáng với vị trí này, nhưng điều đó thì đúng với thế giới nhàm chán hiện tại mà thôi. Necros bắt đầu điều khiển Adam bắn một vòng tròn tới thổi bay một phần ngọn núi phía sau. Điều đó cho ta thấy phép thuật hắc ám của Adam mạnh mẽ như thế nào. Necros tạo ra một con rắn lao tới thiêu đốt quần áo của thầy hiệu trưởng. Thứ sức mạnh này đã giúp Adam kiểm soát được cả thế giới, phép thuật của ông ta sẽ đưa tiễn bất cứ người xấu số nào chạm vào trở về hư vô. Thậm chí cả ma thuật cũng không ngoại lệ, không có thứ ma thuật nào có thể chống lại được. Necros thích thú vì Adam là một món đồ chơi tuyệt vời nhất mà hắn từng điều khiển. Necros điều khiển Adam tạo ra hai con rắn lao tới định nuốt thầy hiệu trưởng nhưng bất ngờ đã bị hóa giải. Hắn ta thấy vậy thì rất bất ngờ nhưng vẫn tấn công thầy hiệu trưởng liền đánh ra bốn mũi phi tiêu lao tới lấy đi một phần vai và đầu của Necros. Thầy hiệu trưởng nói ngươi không cần phải hốt hoảng như thế, ta đã tạm gửi một phần cơ thể của ngươi đi du lịch quanh đây mà thôi. Trước điều này khiến Necros bất ngờ vì lão già này lại ngăn cản được cả ma thuật bằng cách xóa sổ nó khỏi không gian. Necros tạo ra vô số những hắc khí lao tới. Hắn ta tự tin với số lượng này thì thầy hiệu trưởng sẽ đi gặp ông bà sớm. Nhưng bất ngờ với sức mạnh của mình thầy hiệu trưởng đã phá giải khiến hắn ta há hóc mồm. Chuyện quái gì thế hình như game này bị lỗi rồi người ta đang điều khiển từng khiến cả thế giới quỳ gối. Wobe tuy là kẻ nguy hiểm nhưng làm sao sức mạnh lại có khoảng cách lớn như vậy. Chưa kể Adam là ma thuật mạnh nhất trong tất cả các loại ma thuật. Necros bắt đầu tạo ra một vòng tròn ma thuật khổng lồ. Necros tự tin sẽ ăn chắc khi thầy hiệu trưởng nếu mùi của ma thuật tối thượng này. Bất ngờ thầy hiệu trưởng cười và nói có vẻ ngươi đang nhầm lẫn khả năng của đũ phép. Hãy mở to mắt ra mà xem đây tắm chiếu mới. Thầy hiệu trưởng bắt đầu sử dụng phép thuật quay tay tạo ra một hình vuông không gian điều này khiến Necross không thể tin được thứ sức mạnh quái quỷ gì thế này. Không gian hủy diệt được tạo ra thổi bay vùng hắc ám và nuốt chửng cả Necross. Thầy hiệu trưởng nói con đã kế thừa tất cả lời dạy mong sư phụ hãy yên nghĩ. Trước sức mạnh này Zero cho rằng thầy Wobe vẫn chưa biết đến cái chết. Thầy hiệu trưởng không nói nhiều tiếp theo tới lượt ngươi đấy Zero. Lúc này bên chỗ đót thì mọi người vẫn đang phang quái nhiệt tình. Kando cho rằng bọn quái vật đang cố tình làm tiêu hao năng lượng bọn họ thì Otter nói Kando nói nhảm. Bên kia Max vẫn đang tò mò không hiểu tại sao mấy anh lại kéo cả bầy tới đổ sát em thế. Sao vua cười và nói ngươi có biết gì về phép cấm liên quan tới cấu trúc cơ thể không? Một phép cấm dùng để tạo nên một trái tim bất tử từ sáu trái tim của những kẻ cùng huyết thống. Cha đã chuẩn bị sáu đứa trẻ nuôi dạy chúng như những đứa con trung thành. Nói thẳng ra thì ngươi chính là một trong các vật phẩm kiến tạo đó. Max sau khi nghe xong có vẻ bị sốc ông anh đang nói cái quái gì thế. Sao vua cho rằng Max nên vui mừng vì đây chính là một niềm vinh dự, bởi vì không ai có cơ hội thành một phần thân thể của thánh. Max lúc này hơi khó hiểu nói tóm lại tôi giống như protein không thể thiếu của dân tập gym đúng không? Mắt thở dài và nói trách nhiệm này nặng nề quá chuyện này đúng là sốc cả đời tôi trước giờ chưa từng nghe. Thôi thì anh trai đợi tôi chập mắt xíu đã. Trước điều này Selwoo trở nên tức giận thằng nhóc này bố láo thật mau dậy ngay cho ta. Ô thì ra đây không phải là giấc mơ như thế thì tôi với ông anh đây là anh em ruột đúng không? Selwoo liền nói cũng là ruột nhưng mà ruột thừa. Ta là một kẻ nhân bản được tạo ra khi cha truyền máu của ông cho một thân xác khác. Ta tồn tại chỉ vì muốn giúp cha hoàn thành tâm nguyện. Lúc Selwur chưa kịp nói hết đã bị Max cho ăn một đấm vào mặt. Cho dù thân phận của anh có sâu xa gây gớm cỡ nào, thì hiện tại tôi đây vẫn là kẻ bất khả chiến bại nên anh bớt gáy sàm lông lại đi. Thôi được ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta. Ô nhanh lên ông anh tôi đang chờ này Lúc này Selwur đã triệu hồi thần thợ rèn Hephaestus. Ô nghe cũng hoành tráng ra phết. Ma thuật có thể tiến hóa theo nhiều cách khác nhau phụ thuộc vào kẻ sở hữu và cách sử dụng. Hai lưỡi cắt bắt đầu lao tới Must liền xoay người khiến các tòa nhà phía sau bị chém đứt. Seo nói những thứ đó đều được chế tác từ kim cương vật chất cứng nhất thế giới khi xác định mục tiêu chúng sẽ đuổi cùng diệt tận tới khi người bị cắt ra thành nhiều mảnh trước sự tấn công dồn dập mắt đã chạy thẳng tới chỗ Seo bất ngờ một lưỡi cắt đã lao tới may mà mắt né được không thì hẹo thì ra ông anh vẫn giữ lại hai lưỡi dao khác để phòng tôi tiếp cận chơi vậy là tôi không vui nha chơi tới bốn cái thì ai mà chơi lại thấy vậy Seo liền cho rằng mắt đã rén nếu ngươi bỏ trốn ta sẽ đồ sát hết tất cả lũ học sinh ở đây trên bầu trời vô số những mũi nhọn kim cương đã được tạo ra Ma thuật triệu hồi khi được giải phóng sẽ cường hóa và giải phóng ma thuật tới cảnh giới không thể đo lường. Hắn ta sẽ bắn hàng ngàn mũi kim cương ra để làm những người ở đây thành nhím. Selwo còn dọa sẽ đảm bảo đưa tiễn hết những người thân yêu quý của Mas đi gặp ông bà. Khi Mas bị hai lưỡi cắt của Selwo truy đuổi thì cậu đã chọn cách bỏ chạy. Selwo cứ nghĩ Mas thấy sức mạnh mình bá quá nên đã chạy mất dép. Nhưng bất ngờ Mas đã đứng phía sau Hello ông anh em vừa chạy quanh trường về đây gặp anh này. Selwo lúc này không hiểu thế méo nào lưỡi cắt của mình lại chậm hơn thằng ngố này. Max bắt đầu giữ chặt người của Seo để chờ lưỡi cắt bay tới chết chung. Seo thì tỏ ra rất tự tin bởi vì lớp da hắn cứng như kim cương còn Max chỉ là người bình thường. Cuối cùng lưỡi cắt phía sau đã lao tới cắt Max ra làm hai. Seo cho rằng Max mạnh đến như vậy thì cũng chỉ là rác rưởi. Hắn ta dẫm Max và khiêu khích hãy đứng lên gáy tiếp không ta sẽ giết hết bạn người. Nhưng đột nhiên Seo ngơ người vì dưới chân là một túi bánh su kem. Lúc hắn đang bị sốc thì Max cũng bắt đầu buổi tiệc buffet su kem nhân lúc hắn đang đứng hình vì bị sốc mắt đã nhét hết bánh vào miệng khiến hắn phát nghẹn sau đó mắt dùng thế siết cổ khiến hắn sùi bọt mép thì ra trước khi lưỡi cắt bay tới mắt nhận ra thời gian không kịp để xuyên qua lớp da của xe nên mắt đã quyết định đổi chiến thuật chuyển sang thế khóa cổ bằng sức mạnh cơ bắp vô đối mắt đã bóp nghẹt nguồn oxy lúc ao xe trong vòng chưa đầy một giây lúc này trùng gai kim cương trên không phát nổ chứng tỏ xe đã hẹo mắt tuyên bố cái trường này hơi quan trọng với tôi đấy nếu anh tính phá hủy nó thì tôi sẽ cho anh đăng xuất luôn bên kia rio và thằng đệ tốn hai tập phim mà vẫn chưa tới nơi viện trợ kiểu này thì toang luôn cả hai kẻ hứng người nâng tự tân bốc rồi lấy gương ra soi khen mình quá là đẹp trai thì tôi cũng thua chém gió cho đã nên vừa tới nơi thì nerei lại bị đứng hình rio quan sát xung quanh thì liền nhận ra phép ngưng thời gian của zero ai có ma thuật đều bị ảnh hưởng thế nên rio đành bỏ thằng đệ lại mà đi trước rio hy vọng đầu nấm vẫn ổn vì game này không có đầu nấm ai mà gánh nổi rio đi xuống bên dưới thấy kaido và otter liền khen đúng là thánh nhân mạnh ra phết nhỉ Cado liền nói không phải bọn tôi mạnh mà vì trong trường này còn có những cá nhân bá đạo. Rio liền hỏi đầu nấm đâu sao không thấy. Nó không sao đâu nó đang ngồi ăn bánh uống nước trà thư giãn kia kìa. Còn tiện tay hạ luôn thằng con ruột bố láo của Zero. Thấy vậy Rio liền khen Max là đàn ông đích thực vừa mạnh vừa đẹp trai. Otter liền nói thầy hiệu trưởng đấu với Zero để giảm thiệt hại ông đã dịch chuyển lên bầu trời nên không rõ vị trí. Max liền giơ tay xin phép cứ để em đi tìm thầy hiệu trưởng bằng chính cơ bắp của mình. Nói xong Max liền chạy đi cho ba người kia ở lại hít khói. Otter liền chê một thằng vô dụng không có phép lại ảo tưởng muốn tìm người thi triển phép. Otter tới chỗ Seo muốn ra rẻ đòi giải quyết hắn nhưng bất ngờ một rào chắn xuất hiện và dịch chuyển hắn đi. Macaron chắc chắn có một kẻ nào khác bên phe của Zero đang ở gần đây. Rio bên kia nói nhiệm vụ quý tộc là kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu nên nếu thầy có yếu thì em sẽ tới giúp. Bởi vì em sẽ là người đàn ông mạnh nhất trong tương lai. Rio còn cho rằng Max Ngô sẽ tìm được thầy hiệu trưởng vì Max là người mạnh thứ hai sau mình. Trên không trận chiến thế kỷ của hai pháp sư mạnh nhất cũng chính thức bắt đầu. Zero bắt đầu sử dụng phép thuật tấn công tới chỗ thầy hiệu trưởng, nhưng bất ngờ thầy hiệu trưởng đã biến mất làm cho Zero rất bất ngờ. Thầy hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện phía sau tấn công lại nhưng Zero cũng đã biến mất. Thầy hiệu trưởng nhận ra Zero cũng đã bắt trước ở phía sau mình. Zero bắt đầu sử dụng gia tốc thời gian làm nửa khuôn mặt và cánh tay thầy hiệu trưởng bị lão hóa. Thầy hiệu trưởng lúc này thầm khen tên này canh me lúc mình sơ xuất ra đòn nhanh thật. Thầy hiệu trưởng bắt đầu sử dụng bão không gian để phá vỡ không gian. Ông quyết định cắt phá không gian sâu hơn để Zero mắc kẹt trong không gian đứt gãy này thầy liên tục múa cây đũa với tốc độ cực nhanh muốn gãy cả tay mệt quá thở hồng hộc nhưng bất ngờ zero đã xuất hiện phía sau ngươi còn phải quay tay nhiều hơn nữa mới hạ được ta đấy ông già thầy hiệu trưởng không hiểu từ khi nào mà zero dừng thời gian trước khi không gian bị cắt time Reward vết cắt thời gian đã được kích hoạt khiến cánh tay của thầy hiệu trưởng bị bay màu thầy hiệu trưởng lúc này không biết từ khi nào mà zero lại bá đến như vậy zero nói cố quá thì quá cố thôi worldbay bây giờ sức mạnh tranh lệch của ta và ngươi quá lớn ngươi chẳng có cửa với ta nữa đâu ta chẳng ngần ngại huy sinh tất cả để phục vụ cho chính tham vọng của ta. Còn ngươi thì lúc nào cũng lo lắng những kẻ yếu đuối không lo lợi ích cho bản thân, những kẻ không có cái tôi cá nhân đều sẽ mãi yếu đuối thôi. Đây là kết quả của việc hạ thấp bản thân để được người khác miến mộ. Thầy hiệu trưởng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh cuộc đời của mỗi người có thật sự chỉ dành cho họ không. Lúc trước World Bear sinh ra với cơ thể yếu đuối học lực thì trung bình yếu đã thế còn nhát chết, bởi vì điều đó mà không có ai chơi cùng ông cả. World Bay thiếu tự tin và sợ hãi khi bị người khác chối bỏ, vì vậy guber đã nghĩ ra một cách là chối bỏ họ trước cho đỡ sợ từ đó ông bắt đầu nhìn thế giới bằng sự bi quan nhạc nhòa và buồn chán nhưng tới một ngày trời xanh mây trắng bướm hồng adam đã tới Này nhóc có biết loài Capybara có thể chạy tới 50 km trên giờ không mau đi học đê cho có biết cá heo sẽ chết đuối lúc nó ngủ không hãy đến trường học đê từ lúc đó guber nhận ra ông ta xông vào phòng mình một cách rất tự nhiên suốt ngày guber bị adam lãi nhảy về thế giới động vật Ông làm thầy tôi hơi lâu rồi đấy mà dù có bao lần Gobe cố đuổi ông ta đi nhưng ông ta vẫn bất chấp thời tiết bất chấp thái độ của Gobe. Adam cố tìm cách tiếp xúc thân mật để làm thân với Gobe. Thế là mưa dầm thấm lâu từng giây từng phút trong bộ phim trôi qua hai thầy trò cũng đã nảy sinh tình cảm. Tới một ngày Gobe chịu hết nổi nên hỏi Adam thầy bị dở hơi hay sao làm tới mức này. Lúc này Adam mới nói ta không biết nói sao nhưng ta không muốn nhóc thui thủi một mình như vậy. Từ đó Gobe đã lay động dần bước ra khỏi bóng tối bằng những lời nói đạo lý của sư phụ. Trở về hiện thực thầy hiệu trưởng nói Zero ngươi cứ giữ nguyên lối sống ích kỷ đó tùy ngươi. Nhưng ta đứng ở đây được là nhờ có lòng tốt của nhiều người, đó là lý do tại sao ta không bao giờ bỏ mặc những người yếu sinh lý hơn mình. Lúc này Zero cũng bất ngờ cuối cùng thì lão cũng chịu dùng tới ma thuật nguyên bản. WoBe nhấn mạnh dù có chết cũng sẽ không thay đổi lý tưởng mà sư phụ đã dạy. Zero thấy trong số các pháp sư ba vạch ít có kẻ đạt tới cảnh giới như WoBe, không gian thứ ba sao thiên vương đã được kích hoạt vô số những mảnh ghép không gian được triệu hồi những hình thái bắt đầu kết hợp tạo thành một vị thần bảo hộ khổng lồ phía sau. Zero ngạc nhiên ma thuật cấp 3 luôn à ghê thật. Thứ này chắc chắn sẽ giải phóng sức mạnh bí ẩn bên trong đũi phép. Sức mạnh của lão không bị suy yếu bởi tuổi tác đúng là già mà còn giật gân. Thầy hiệu trưởng nói chắc ngươi cũng biết ma thuật thần bầu trời sẽ xóa sạch mọi thứ tồn tại trong không gian ở đây. Zero kiểu World Bear ông làm thiệt luôn hả? Ừ ta là hiệu trưởng cái trường này nên cái gì ta cũng dám làm. Uranus thần bầu trời sẽ tiêu diệt bất kỳ phép thuật nào di chuyển, Uranus thần bầu trời bắt đầu dùng sức mạnh tạo ra một quả cầu khổng lồ. Nhưng khi quả cầu sắp được phóng ra nó đã bị đứng hình. Zero tự tin bởi vì không ai có thể làm kẻ nắm quyền điều khiển thời gian như hắn bị thương. Zero đánh những mũi tên thời gian tới làm bị thương thầy hiệu trưởng. Zero tự tin thầy hiệu trưởng khi bị dính vết thương đó sẽ xuống dưới gặp ông bà sớm. Nhưng bất ngờ phép thuật vẫn hoạt động thì nụ cười Zero đã tắt, thầy hiệu trưởng giải thích một khi ta rót ma lực vào đó thì dù ta có chết thì nó vẫn tự hoạt động. Zero lúc này hoảng hốt vì thầy hiệu trưởng đã dùng hết sức mạnh còn lại đánh đổi chính cái mạng già để đưa tiễn hắn trở về với hư không thì ra ngươi đã lên kế hoạch ngay từ đầu thầy hiệu trưởng tâm sự mỏng với zero ta luôn dõi theo hai học viên tốt bụng luôn hỗ trợ bạn bè đó là Finn và Dot một học viên quyết tâm thay đổi luật lệ của thế giới để cứu em gái chính là Lan một học sinh với trái tim nhân hậu muốn trở thành thánh nhân để bảo vệ gia đình và bạn bè chính là Max Ngố và một học sinh sau khi bị Mas cho ăn đấm thì đã sửa lỗi sống yên bình đó chính là Macaron thế giới này có thể tốt đẹp và tràn ngập lòng tốt nơi họ được tôn trọng và chấp nhận yếu điểm Wobe đã quyết định phải cứu lấy những linh hồn đáng thương giống như mình lúc trước. Vì vậy ông phải mở đường cho các học trò tiếng về phía trước giống như sư phụ Adam đã làm. Ông sẽ dùng chính hành động của mình để dẫn đường cho họ. Uranus được giải phóng tạo ra một vòng tròn sáng quét sạch mọi thứ trên hư không, khiến mọi nơi ở đây đều tràn ngập một luồng ánh sáng chói lóa. Ngờ vòng sáng lại bị thu nhỏ khiến dây cảm thấy có chuyện chẳng lành. Bên trên thầy hiệu trưởng mới thở phào nhẹ nhõm thì lại muốn tắt thở vì Zero vẫn còn đứng ở đó. Phép thuật Uranus không được kích hoạt vì Zero đã đảo ngược thời gian hắn bắn những mũi phi tiêu tấn công nên thầy hiệu trưởng đã dùng phép không gian cản phá nhưng cuối cùng đã bị một mũi phi tiêu găm trúng vào người zero chụp lấy đầu hiệu trưởng và nói world ông mạnh thật đó nhưng không sống vì mình thì không chơi lại tôi đâu zero điều khiển phi tiêu tới trước sự thất vọng của thầy hiệu trưởng lý tưởng của hai thầy trò đều không hoàn thành trước lúc chết lúc zero nói lời vĩnh biệt thầy hiệu trưởng thì bất ngờ bị một cái đầu gối đập cho méo mặt mắt hả sao trò lại tới được đây hay vậy mắt hỏi thầy còn nhớ lúc trước thầy đã hỏi nếu đối mặt với một thứ gì đó áp đảo thì con sẽ làm gì Câu trả lời là con sẽ dùng nấm đấm này cú vỡ mồm nó ra. Ủa mà khoang các bạn có thấy những gì tôi đang thấy không Max đang bay bằng chính đôi chân vịt của mình. Bên dưới Kando và Rio nhận ra phép thuật không gian của thầy hiệu trưởng đã biến mất. Kando nói có thể Zero đã quay ngược thời gian. Rio quyết định sẽ đi lên phía trên xem thử thầy hiệu trưởng có sao không nên giao lại nơi này cho Kando. Rio cũng thầm cầu mong cho thầy hiệu trưởng sẽ toàn thầy. Bên trên Zero ngỡ ngàng không ngờ thằng con mình nó lại làm được tới như vậy luôn còn thầy hiệu trưởng thì hốt hoảng hét lên tại sao trò lại ở đây mau bay ra chỗ khác đi. Max liền không chịu ở nhà con được dạy rằng ra đường gặp người già neo đơn phải giúp đỡ. Thầy hiệu trưởng đứng hình á đủ nó xem mình giống người già neo đơn ở ngoài đường luôn. Zero khi thấy Max thì rất phấn khích vì Max đã lặn lội từ dưới lên đây để gặp mình. Chứng nào tật nấy Zero tiếp tục rủ dê Max hãy về đội của mình. Nhưng gọi cả nửa ngày mà Max không thèm trả lời khiến hắn phải dùng hành động. Zero sử dụng hắc ám tạo ra một một quả trứng bao trùm thầy hiệu trưởng bên trong, Nhờ việc liên tục đi thẩm mỹ viện cải tạo thân thể đã giúp Zero có khả năng tước đoạt ma thuật của người khác. Ngờ Max trong quả trứng đã kéo thầy hiệu trưởng thoát ra ngoài. Zero thấy vậy liền dùng đòn tấn công chia cắt không gian làm thầy hiệu trưởng không thể tin. Đòn đánh đó đã phóng ra thổi bay cả một ngọn núi phía sau hai người. Khi thấy sức mạnh cực khủng này Max chỉ thốt lên hai chữ vãi thật. Còn thầy hiệu trưởng thì đang kêu trời kêu đất bởi vì Zero không chỉ cướp được ma thuật của mình mà uy lực còn rất khủng khiếp. Zero đắc ý với sức mạnh này việc thống trị cả thế giới của hắn đã nằm trong lòng bàn tay, Bây giờ chỉ còn thiếu mảnh ghép duy nhất đó chính là Max Burnett. Thầy hiệu trưởng lúc này lo lắng nếu Max bị đánh bại thì thế giới này toang thật rồi. Bất ngờ Max lao tới bắt đầu dùng chân tay phối hợp massage đấm bóp rác hơi mặt cho Zero. Trước sự chăm sóc nhiệt tình của con trai Zero đã chặn đòn và dùng ma thuật hắc ám muốn chói chân buộc Max phải lùi lại. Zero nói con cảm nhận được mà đúng không chính là sự áp đảo về sức mạnh. Hãy ngoan ngoãn mà về nhà đi con yêu của ta. Bất ngờ Zero bộc phát sức mạnh khuôn mặt thân thể hắn bắt đầu biến đổi khiến Max không hiểu hắn đang làm trò gì nữa. Thầy hiệu trưởng nói đó là thấy giá phải trả của việc tham lam tìm kiếm sức mạnh bất tử. Lượng ma lực trong người đã quá lớn so với sức chứa của cơ thể đó là lý do hắn ta tìm con. Lúc này Zero cho rằng Max quá bố láo ngươi chả là cái cốc khô gì. Ngươi cũng chỉ giống như bột gia vị còn thiếu trong gói mì tôm của ta mà thôi. Số mệnh duy nhất của các ngươi là đưa ta tiến hóa tới hình thái hoàn mỹ nhất. Thầy hiệu trưởng liền bác bỏ đó là điều ích kỷ ngươi tự đặt ra. Max hoàn toàn có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Ừ đúng rồi đó thầy nói đạo lý hay quá. Zero thì cho rằng Max không có quyền quyết định. Một kẻ vô dụng không có ma thuật thì không bao giờ tồn tại được trong thế giới này. Chê thằng con xong Zero liền chê tới sư phụ Adam của mình. Hắn cho rằng Adam đã thống trị thế giới phép thuật đã lâu mà ông ta cứ nói mấy câu của Noblesse Oblique. Tôi nghe xong cũng không biết ông Noblesse Oblique là ông nào nữa. Zero còn chế giễu thầy hiệu trưởng giống Adam đã yếu đuối không giải quyết được lũ người không có phép thuật. Zero bất ngờ sử dụng ma pháp muốn úp sọ so thầy hiệu trưởng nhưng Max đã nhanh tay vớt mạng thầy hiệu trưởng cảm ơn con đã cứu ta nhiều mạng nhưng làm vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì. Zero hắn đã không còn là thứ con người có thể đối đầu được nữa. Zero liền châm chọc một pháp sư mạnh nhất ở thế giới ma thuật vừa hay cũng là một tên phế vật. Nghe xong Max đã trở nên tức giận im đê đó sẽ là lý do để tôi đấm nát cái mỏ hỗn của ông đó. Khi đó tôi sẽ được thế giới thừa nhận đỡ phải thi làm gì cho mệt. Ấy thế mà lúc này Zero lại xin sỏ một chút thời gian để điều chỉnh lại cơ thể. Hắn giả vờ sẽ không nói chuyện chảy cối với hai người họ để rời đi. Zero tuyên bố lần tới sẽ lấy sổ ra tính nợ với hai bọn họ sau. Trước khi đi Zero còn không quên tặng quà cho bọn họ. Zero bắn một chùm sáng xuống làm cho những con quỷ bên dưới biến mất. Khi mọi người không hiểu chuyện quái gì thì bất ngờ quái xuất hiện thật. Một con quái vật khổng lồ được tạo ra từ những từ xác những con quái vật khác đã xuất hiện. Bên trên Zero nói đó là một món quà vì vậy con hãy dừng nó lại nếu có thể đi mát Ngươi hãy cho ta thấy sức mạnh của kẻ vô dụng như ngươi sẽ làm được gì. Trước điều này thầy hiệu trưởng nhăn mặt vì thứ tồn tại này có thể xóa sổ cả thành phố trong nháy mắt. Zero đang cho Max một bài tập khó về nhà để kiểm tra sức mạnh của Max. Nói xong thầy hiệu trưởng cũng hết mana mà rơi xuống may mà có Rio bên dưới thả bóng cười giữ thầy lại. Rio sau khi thấy thân thể tả tơi của thầy hiệu trưởng thì muốn ẩm ông ta đến bệnh viện nhưng ông ta chỉ lẩm bẩm Max hãy cẩn thận. Rio sau khi nghe thì bất ngờ vì cứ tưởng đầu nấm nói dỡn nhưng không ngờ nó lại tìm ra thầy hiệu trưởng trước mình. Bên dưới Max cũng tăng tốc trở về lại đấu trường, bên trên khi Zero rời đi kết giới thời gian ở đây đã bị phá vỡ mọi người đã trở lại bình thường. Họ đều có cảm giác như vừa chỉ mới ngủ gật trong giờ học văn của cô Thúy mà thôi. Phiên lúc này mới ngủ dậy thì lại không biết Dot và Lan đã đi đâu mất tiêu bọn tôi ở đây pham bọn quái cổng lưng hai tập rồi đấy phen. Nhưng rồi họ phải tỉnh ngủ vì thấy một con quái vật khổng lồ ở phía xa. Con bé Cute Love khi thấy thì cũng sợ không nói nên lời cái gì vậy đại ca Aben. Con quái vật bắt đầu đánh nát tường thành làm đá bay tới khiến cả đám học sinh sợ tái mặt. Bất ngờ hình bóng Anna xuất hiện cầu cứu anh trai làm cho những tảng đá đứng yên. Anna em vẫn luôn ở đây cho anh sức mạnh đúng không? đốt phía sau kiểu vãi thật pha chuyển cảnh vừa nãy có phải tôi thấy trong tưởng tượng của khứa lan này không nhỉ? Bên kia Macaron liền đánh tan những tảng đá để những học viên bên dưới rời đi. Khi con quái vật tiến vào Dot cũng đã bắn những trùng lửa tới để lấy le với bé tranh nhưng bị một cái rào chắn cản lại. Cando nói đó là lá chắn kháng phép nhất định có khứa pháp sư nào đó đang núp lùm ở gần đây. Họ phải tìm ra và xử lý hắn nhanh chóng nếu không dùng bao nhiêu phép cũng vô dụng bên ngoài Otter cũng đang đi tìm tên pháp sư đó nên Dot và Kando cũng bắt đầu đuổi theo sau. Bên trong cánh cửa thoát ra đã bị tấm màn chắn cản lại làm cho đám học sinh nhốn nháo cả lên. Lan thấy vậy liền tới bàn kế hoạch chiến đấu cùng với bé tôm. Bên kia Dot chạy thật nhanh với mong muốn tìm ra tên pháp sư dựng màn chắn. Nếu không khi con quái vật tấn công thì cái trường này sẽ thành nơi cho những vlog săn mà. Con quái vật bắt đầu tấn công khiến mọi người ở đây hoảng sợ. Bé tranh còn chưa muốn chết vì chưa đi hưởng tuần trăng mật với Mars. Dot và Kando thì lúc nãy chạy quá xa nên cũng không đến kịp cứ tưởng đám học sinh bên dưới sẽ hẹo tập thể, thì bất ngờ khi con quái vật đấm xuống thì nó đã bị một thế lực nào đó giữ lại còn kéo nó lùi về sau. Cứ tưởng ai huyền bí thì ra đó chính là Max Burn Death chuyên gánh tem. Phiên trên cao thầm khen bản thân đã chọn đúng người để nương tựa hết quãng đời đời còn lại. Thế là một con người bé nhỏ đang chơi trò kéo co với một con quái vật bự trà bá khiến những học sinh khác phải hoảng sợ. Một số học sinh khác thì bắt đầu bàn tán cho rằng Max là tên vô dụng không dùng được phép thuật. Không đời nào bọn họ muốn đầu nấm có thể đứng đầu cái trường này. Gặp tôi ở đó thì tôi đã thay mặt anh em vã cho mấy tên mạnh mồm này vài phát. Lúc này cũng có một số người cho rằng Max không dùng được ma thuật thì đã sao? Không thấy cậu ta đang cố gắng cứu chúng ta vào ngôi trường này sao? Như thấy được sự nỗ lực của Max, những học sinh kia cũng đã bắt đầu cổ vũ tinh thần cho Max. Cậu sẽ làm được chúng tôi tin cậu gia đình và xã hội sẽ luôn hướng về cậu. Lúc này Finn cũng không thể ngờ trước giờ Max luôn bị xem là kẻ ngoại lai lúc nào cũng có thể bị tống cổ ra khỏi trường. Nhưng lúc này người sống trong thế giới phép thuật mà toàn chơi hệ cơ bắp như cậu ta lại thay đổi tất cả trước sự hò reo cổ vũ của các fan đặc biệt là thằng bạn thân trí cốt mắt như được bút thêm sức mạnh con quái vật bị hất tung lên trời trước sự há hóc mồm của mọi người sau đó bị mắt ném bay ra xa nghe tiếng cổ vũ thôi là biết anh gánh tem giữ thần rồi xong việc Fin và bé tranh cũng đã chạy tới để ăn mừng chồng của em thật tuyệt em rất tự hào về anh thế là bé tranh muốn trao cho mắt một nụ hôn đầu đời nhưng mắt đang bận ăn bánh su kem làm con nhỏ tụt hết cả hứng bên kia thầy hiệu trưởng đã được thánh ảo tưởng rio đưa đến bệnh viện kịp thời nên còn giữ được cái mạng già sau khi nghe Rio kể lại việc đầu nấm đã đẩy lùi được con quái vật thì thầy hiệu trưởng rất vui. Ông đã tin rằng trong thế giới phép thuật này người bá đạo nhất cũng chỉ có Max Bernadette. Lúc này ở sâu trong rừng tên điều khiển cũng vừa bị đốt và cano tóm. Bất ngờ cơ thể hắn bị cắt bóp nát đó chính là tên Otter xuất hiện phía sau. Otter liền nói có vẻ ngươi đã ngã theo phe thằng đầu nấm đó khiến ta rất thất vọng. Kando cười và nói tôi không nói sẽ chấp nhận chỉ là chưa hoàn toàn thôi bởi vì sức mạnh của Max là không thể chối bỏ. Sẽ có lúc tới cả cậu cũng sẽ cảm thấy kính nể cậu ta vài phần. Vài ngày sau đó trong thành phố tin tức về sự kiện Zero xuất hiện ở Easton đã nhanh chóng lan ra toàn thế giới. Để dập tắt sự hỗn loạn của người dân câu chuyện được báo cáo đó là một nhóm thánh nhân đã đánh đuổi Zero đi. Mặc dù nhiều người vẫn thấy nghi ngờ về tính xác thực của chuyện này. Sau sự kiện đó hội đồng ma thuật nhanh chóng tập trung tăng cường lực lượng an ninh và cắt đứt mọi nguồn dò dỉ thông tin. Người duy nhất nắm rõ sự thật cũng là trung tâm của vụ việc chính là Max. Giờ đây cậu phải chịu gánh nặng bởi chính sự thật đau lòng này. Vì quá căng thẳng nên cả bọn đã ra biển du lịch cho nhẹ cái đầu. Đi biển mùa hè này đúng là nhức nách. Mas chưa từng đi biển lần nào vì nhỏ tới lớn cứ toàn ở trên núi chơi với khỉ. Nên lúc này hỏi ra biển thì chơi trò gì đây mấy ông? Ra biển thì chơi trò nãy dưa hấu chứ làm gì nữa hỏi ngáo vãi vậy cha? Đót lấy ra một một cái dưa hấu sát thủ thì bất ngờ nó đã lao vào hút máu nhưng ra mắt quá cứng. Đót thì cho rằng nếu được sống thì chính là hệ quả của việc chống lại tử thần. Chắc ổng coi phim tâm lý nhiều quá thôi. Bên kia Mas đã đập đầu xuống đất làm quả dưa hấu bị vỡ tan tành. Phiên thấy kinh dị còn lâu tôi mới ăn cái thứ này. Thế là hai bọn họ bắt đầu đi xuống biển nghịch nước. Bên trên ba người kia bàn luận không ngờ Max lại là con trai của Innocent Zero. Nếu như vậy sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tìm cách khiến cậu ta nhận hết hậu quả. Bé tranh liền binh vực chồng tương lai đó không phải là lỗi của chồng tôi. Bất ngờ một tiếng nói sen vào đây là thử thách lớn nhất Max phải vượt qua. Bọn em cứ tưởng thầy chết rồi chứ vẫn còn bắn tích canh ra ngoài kìa đã yếu mà còn ra gió làm gì. Thầy hiệu trưởng liền biện minh một cách không liên quan là một năm chỉ có một mùa hè thôi, các trò cũng phải biết Mas ngố sẽ không bao giờ được yên bình cho tới khi Zero bị đánh bại. Hiện giờ hắn không chỉ là pháp sư điều khiển thời gian mạnh nhất mà còn được cả ma thuật không gian của ta. Thậm chí hắn còn dùng tới cấm thuật để cường hóa sức mạnh, nếu gọi Zero là pháp sư mạnh nhất mà lịch sử ghi nhận cũng chẳng phải nói dốc. Hơn nữa hắn được bảo vệ bởi năm người anh em cùng cha khác ông nội của Mas. Mỗi tên trong số chúng đều là các pháp sư với ma thuật độc nhất thuộc hàng đỉnh của Chop, mỗi kẻ trong số chúng đều mạnh ngang ngửa có khi còn úp sọt cả ta nữa nếu không có ai đứng ra gánh tạ thì thế giới này coi như tàn rồi. Với sức mạnh lớn như vậy cơ hội thắng của chúng ta lúc này tròn như quả trứng rồi, nhưng không sao chúng ta đang sở hữu một con hàng khủng vượt qua cả bọn chúng đấy chính là Max Burnett. Ô mấy người đang nói tới tôi hả nhờ việc liên tục tập luyện tôi đã đạt được các ngưỡng đột phá. Sức mạnh bền bỉ chống sát thương tâm lý và siêu sức mạnh vật lý. Thầy hiệu trưởng nói siêu sức mạnh của Max sẽ là chìa khóa đánh bại thứ ma thuật mạnh nhất. Bé tranh lo cho Max liền nói thầy không thể ép chồng con phải chống lại pháp sư mạnh nhất thế giới được. Không sao đâu bé tranh dù là thắng hay thua anh cũng có tới 50% cơ hội. Cơ bắp này của anh chưa từng thua ai nên cộng dồn cơ hội thắng lên 100% rồi. Max bình tĩnh nói thầy cứ để con gánh con sẽ cho chúng hiểu thế nào là lễ độ. Sau khi giải cứu thế giới con sẽ tốt nghiệp cùng với tất cả mọi người. Tốt nghiệp cùng với mọi người nghe hay đấy. Nhưng mà sắp thi cuối kỳ rồi ông đã học bài chưa? Nhìn mặt Max là biết chưa học gì rồi ông mà tạch thêm phát nữa là được ra trường sớm luôn đấy. Vậy mới nói siêu anh hùng có thể cứu cả thế giới nhưng không thể cứu nổi điểm thi là vậy đó các bạn. Lúc này ở nhà ông bầu nói với cha Mas Mas ở trường rất ngoan hiền không đấm bạn còn học rất giỏi nữa. Vì lo cho chồng tương lai sẽ thi rớt bé tranh đã soạn ra một bài thi thử để kiểm tra trình độ của Mas hiện tại. Và kết quả là ngôn ngữ ma thuật Mas được 30 điểm, lịch sử được 10 điểm pha chế thuốc phép được 3 điểm toán được 10 điểm. Với số điểm này Mas vừa đủ qua môn nhờ trùng mấy môn về thể chất. Trước chuyện này Mas chỉ muốn về nhà với ông già chồng rau nuôi cá cho lành. Thấy vậy đót liền động viên Mas đừng có lo vì ở đây có anh em gánh rồi lúc này mas kiểu của tôi cứ tưởng ông học ngu lắm chứ nhưng điều mas không ngờ nhìn mặt đót hơi đần vậy mà lại thuộc top của trường nhân cơ hội đó đót liền lên trước thầy học tập là cách dễ nhất để tiến tới thành công đó phen vậy nên ngày nào tôi cũng cố gắng thực hành thêm ngoài giờ và chăm chỉ giải những đề thi để có bảng điểm đẹp ông cũng đâu muốn trẻ không học già lại hối tiếc đúng không lúc này mas nghe xong tâm lý bị đè nặng như muốn trầm cảm luôn vậy là cả nhóm chỉ có một mình tôi là rốt nhất à thế là đót đề nghị sẽ làm gia sư khiến cho mas vui đến mức phải cắn lưỡi Đầu tiên sẽ là thầy Lan dạy bộ môn toán thầy Lan sẽ bỏ qua những phần dườm già mà đi thẳng vào tới phần trọng tâm đề thi, nhưng điều quan trọng Max phải thuộc công thức và hiểu cách áp dụng. Tiếp theo là môn lịch sử Max phải học và ghi nhớ các ý chính liên quan tới mốc thời gian, ví dụ khởi nghĩa yên thế do ai chỉ huy chiến thắng sông Bạch Đằng vào năm nào vâng vâng và mây mây. Khi tới môn ngữ pháp thì Max đã bắt đầu phun máu và nổ não, bởi vì não của cậu đã không đủ sức chứa dẫn đến việc quá tải. Bây giờ tóc của Max rối như mì tôm giống như tâm trạng cậu lúc này. Kiểu này thì chắc không bao giờ tốt nghiệp được mất rồi. Dot liền nói Max phải cố gắng học tử tế hoặc là bị nhà trường đuổi học. Kết quả Max đã bắt đầu dành hết thời gian của mình cắm đầu vào việc học. Bởi vì trước mặt cậu chính là những người bạn với khuôn mặt thân thiện đang giám sát từng cử chỉ của cậu. Vì áp lực quá lớn cuối cùng Max ngố đã chịu không nổi đành nhảy qua cửa sổ để chạy trốn. Lan liền nói bọn họ đừng đuổi theo nếu mới đó đã nản thì tôi không muốn dạy nữa. Thế là Finn đề nghị sẽ đi tìm Max ngố. Sau khi đi vào trong rừng sâu Finn đã hốt hoảng khi phát hiện Max đã tự chôn mình. Max đang muốn về với đất mẹ còn nhẹ nhõm hơn việc học mắt xin lỗi phim vì dù có bao nhiêu cố gắng cậu cũng học không nổi lúc này phim đột nhiên nói đó không phải là mắt tôi biết mắt mà tôi biết là người không bao giờ bỏ cuộc trước bất kỳ đối thủ mạnh nào và tôi cũng muốn được tốt nghiệp cùng với mắt hãy cùng nhau thử lại nhé phen trước điều này mắt như bừng tĩnh cảm ơn cậu như này thật chẳng giống tôi tí nào thế là mắt quyết định lần này sẽ cố gắng hết sức ủa mà mấy con chuột kia ở đâu chui ra vậy ta lúc này mắt quay trở về đã xin lỗi mọi người vì cậu đã bỏ chạy mọi người hãy tiếp tục dạy tớ thêm nhé Thế là cuộc chiến đi tìm con chữ của Max ngố với những gia sư bất đắc dĩ lại tiếp tục. Cuối cùng thì cho dù học tập không phải là thế mạnh của Max nhưng cậu ta cũng đã cố gắng hết mình. Max đã học tập ngày đêm rất chăm chỉ cùng với các bạn kim thầy cô của mình. Học ngày học đêm cuối cùng kỳ thi cũng bắt đầu. Thế mà khi làm bài thì tay Max lại run cầm cập kiểu này chắc lại bỏ quên kiến thức ở nhà rồi. Cuối cùng ngày trả kết quả cũng đã đến cho Max burn Dead đâu lên đây coi dạ có em ạ. À. Cho vẫn luôn tỏa thái độ chống đối tất cả các môn trong học viện. Hơn nữa điểm số thì lúc nào cũng đứng nhất mà nhất từ dưới lên việc trò bị đuổi học chỉ là vấn đề thời gian thôi á à đủ vậy là toang luôn rồi hả nhưng không tôi có thể thấy trò đã cố gắng hết sức mặc dù số điểm còn thấp nên về nhà cố gắng hơn nhé lúc này mọi người nhận ra max đã thi với số điểm chỉ vừa đủ qua môn thấy vậy max liền gáy Zamba ba cái bài thi này chẳng là gì với anh kết quả đã bị lan và dot đánh trong một trận vì cái tội gáy quá lớn coi chừng bị nghiệp quật bất ngờ lúc này tôm chạy và nói những từ ngữ khó hiểu lan và dot liền phiên dịch ra là những người dân đã kéo tới trường phản đối việc max trở thành thánh nhân bọn họ cho rằng Mas sở hữu một dòng máu bẩn thỉu không nên có mặt ở đây. bé tranh bởi vì bên vực chồng mình nên đã đứng ra hét lớn bảo mọi người im lặng. Mas không dùng được phép thuật thì cũng đâu ăn hết của ông nội nhà mấy người đâu. Giá trị của một người phụ thuộc vào năng lực của họ. nhưng đám người ở dưới đó cho rằng Mas đã bị những vị thần vứt bỏ không giống với bọn họ. bé tranh không liên quan gì tới Mas nên hãy im mồm. bé tranh trở nên tức giận và nói tôi không phải là người ngoài cuộc tôi chính là vợ của Mas lúc này Max kiểu mình cưới vợ lúc nào vậy ta? Bé tranh liên tục nói về tình yêu của mình và Max khiến cho những người bên dưới phát điên. Bất ngờ Dot xuất hiện với vai trò là người quản lý của Max. đót lấy ra tâm thư của mình tự viết để nói lời cảm ơn của Max khi được lựa chọn làm thánh nhân. Ngoài việc đấm nhau giỏi thì tôi hơi thô lỗ nhưng nếu ai thích thì tôi sẽ cân tấp. Ủa vậy là giúp bạn bè giữ chưa vậy ông nội? Cuối cùng bé tranh và đót hóa thành những con thú sẵn sàng cho những ai phản đối Max đi chích kim ngừa. Lúc này một tên quá khích đã dùng một cục đá ném vào mặt bé tranh. Max muốn đi ra ngoài nhưng Lan đã ngăn cản bởi vì cậu ra sẽ làm mọi chuyện dối hơn. Bên ngoài bé tranh vẫn ra sức bảo vệ chồng mình. Nếu Max bị phán xét bởi vì lý do nhảm nhí đó thì tôi sẽ chịu tội cùng chồng mình. Bé tranh nhớ lại lần đầu tiên được Max giúp đỡ và xác nhận Max chính là một người tốt. Nhưng bên dưới có một tên với khuôn mặt hàm lon hắn đang âm mưu bắt Max để được nổi tiếng. Hắn xúi dục mọi người ném đá vào bé tranh nhưng Max đã lao ra trước đó dùng combo bắt hết những viên đá. Tên mặt hàm thấy vậy liền xúi mọi người bắt Max lại hắn ta liền dùng phép thuật biến ra một chiếc lồng dày 15 cm để nhốt Mas lại. Lúc hắn đang đắc ý về độ cứng chiếc lồng siêu đỉnh thì Mas đã dùng ngón tay dễ dàng chọc thủng. Điều này làm tên mặt hãm đó không thể tin Mas lại có sức mạnh của một quái vật. Mas nâng chiếc lồng lên và ném đi nhốt đầu tên mặt hãm đó lại để hắn không phát ngôn bậy bạ nữa. Mas tuyên bố tôi sẽ là người đầu tiên đứng đầu thế giới phép thuật này mà không cần phải có phép thuật làm đếch gì cho mệt. Lúc này thầy hiệu trưởng bất ngờ xuất hiện và xin lỗi mọi người vì quyết định của ông mà làm mọi người hiểu lầm nhưng số phận của Mas sẽ được định đoạt sau cuộc thi thánh nhân mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi. Thầy hiệu trưởng cũng khen Mas luôn có những người bên cạnh dám đứng lên đấu tranh cho Mas. Cho có những người bạn tuyệt vời đó khiến ta rất tự hào. Mas nói từ lúc bước vào môi trường này em đã nhận ra rất nhiều điều rất trân trọng. Vậy nên em chắc chắn sẽ trở thành một thánh nhân bằng cách vượt qua những bài thi tuyển chọn. Được sự cổ vũ bởi những người bạn tuyệt vời và sự hỗ trợ của những người đàn anh. Những người công nhận sự tồn tại của cậu. Mas tuyên bố dù đó là cái đếch gì đi nữa tôi cũng sẽ đấm veo mùng chúng bằng nắm đấm này. Thế là tập cuối của mùa 2 đã hết. Các bạn cũng đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn.